Rồi chào anh em nhá. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại buổi sáng này, nay là anh em lại phải lên live đây để phục vụ các thượng đế đây. Nhờ tất cả anh em ai xem lại, quý anh em chia sẻ cho cái cho nó máu ấy, cho mọi người biết này. Sáng nay vừa mua về một chiếc xe Win đầu máy 100 này. Win Indo anh em nhá. Win Indo rất hợp lý nhá. Xe đã có 17 triệu này. Rồi đã được dọn đẹp rồi. Một chiếc xe giờ đây em mua vào có 22 triệu nhá. Trước đây mình bán ra là 27 triệu. Rất đẹp. Thái anh em ạ, đầu máy 822. Trước mình bán ra 27 triệu nhá. Rồi. Chiếc Dream Việt một Nam. Chiếc Dream Việt Nam. Đời đầu. Đấy, không biết con này chắc hơn 20 rồi. Vâng, hơn 20 anh ạ. Con này một chiếc xe Ablet 125 anh em nhá. Đấy, nó tầm khoảng 10 mấy triệu thôi. Vâng, 2014 anh ạ. Envic nhá, đời mới. Envic. Rồi. Bản đời mới nhất hiện nay. Vâng. Đấy. Noza nhỏ xinh dành cho các chị em gọi là vừa khiêm tốn chiều cao. Basic màu da lươn anh em nhá. Chiếc Outlet bản LED biển 19. Còn rồi, rất nhiều những dòng xe anh em này. Con Basic hơn 10 triệu. Đấy, tóc vâng. Giải giải quyết Win trước. Ở đây thôi giải quyết con Dream trước này. Vâng, con Dream vừa trước. Vừa mua trước mình bán ra này là 27 triệu nhá. Anh em đi được thời gian thì mình mua lại 22 triệu. Vâng. Anh em khách hàng vừa về xong. Ô để quay vòng cho con. Đấy. Con này đầu máy 822 nhá mọi người nhá. Đấy. Vừa mới về tại cửa hàng xong tại vì là hôm vừa rồi là tem zin này. Tem này tem dán lại rồi nhưng mà tem dưới zin này, lốc máy cũng nhìn tạm tạm. Đấy ông quay vòng con. Anh ấy đang bảo có nhu cầu muốn đổ lên con lên cao hơn anh em ạ, gấp đôi tiền cơ. Đấy, con này đời 2001. Đó tem Thái anh em nhá, đây tem zin này nhá. Tem này thì dán lại rồi, hai mảnh tem dán lại, tem này tem zin. Nhìn rất là rắn chắc cái xe. Quay vòng lên trên này cơ. Đấy. Rồi đấy, chiếc Dream Thái nha anh em đấy. Nhé. Cho anh em có thể mở yên này. Đó. Mở yên này cho anh em xem cho kỹ càng. Đấy. Đó là đầu máy 822 anh em nhá. Mua vào cũng đây, xe đồ đấy. 22 triệu. Đấy. Đấy, giá hợp lý cho anh em nhá. Hợp lý nhá anh em nhá. Hôm trước thì em bán ra cao đấy. Nhưng trước bán là 27 triệu ấy, mới bán cái đây 3 tháng ấy. Vừa rồi một sếp này muốn nâng lên. Đấy, đầu của rất đẹp nhá. Rồi. Anh em thọ thường có thể mua được nhá, cộng em 2 triệu rưỡi. Vâng. 22 triệu cộng 2 triệu rưỡi nha anh em nhá. 24 triệu 500. Tiếp bán ra 27 triệu, anh có về xem lại cái video này anh biết. Vâng. Tại vì chủ xe thì mình mua bán rõ ràng nên một ok, em chào tất cả mọi người nhá. Chủ anh xe em mới vào chia sẻ bài giúp hai anh em em nhá mọi người nhá. 178 anh em đang xem. Vâng, mọi người rất là nhiều. Bên này gần 100 anh em. Đấy. Có con CD triệu. Nào không? Cộng 2 triệu. Cộng 2 triệu rưỡi. Rồi, ok anh em. Thì tại CD không có con nào nhá. Tống liêu. Được rồi. Đức cho con này okay, cho con này luôn chị. Cao bằng đấy. Đâu? À Đỗ Đăng Hoan. À. Đúng rồi anh Đỗ Đăng Hoan đây vừa về chưa? Trọng Đỗ. Đây anh em nhá, một chiếc xe Win. Anh em phải thông cảm là nhà mình quân đông nhá, 40 nhân sự anh em ạ. Để mà Hoàng Kiên hoạt động như này nó là thần tốc này là 40 con người nhá. Để anh em để mà nhìn thấy ngon ăn chứ không phải dễ ăn đâu. Quân quyền đông. À. Thật sự một chiếc xe để mà về đến tay khách hàng nó cả một vấn đề. Thịt lợn. Đang mời thịt lợn. Mời thịt lợn. Cô bé. Mời chàng. Một chiếc xe Win này nha anh em nhá. Đấy anh em thông cảm nhiều lúc cộng 2-3 triệu nghe vẻ to nhưng mà nói chung là mình ăn bao nhiêu mình có gì mình bán thế. Bọn em báo thực tế luôn anh em ạ. Bán thực tế luôn. Con này mua 17 triệu. Đầu tiên khách hàng bảo một ông anh đến bảo anh quý lắm. 28 triệu ấy bán. Thế mình nhỏ con này cứ giải quyết cho anh em 15, 16, 17, 18, 17 đấy. Rồi. Chính thức ấy. Không đơn giản đâu anh em, ai mà mua được có 17 triệu này của trong dân thì, của các chủ xe đi thì chắc khó là hơi khó. Đấy. Khó đấy anh ạ. Đi dọn lại con xe này hết 17 triệu rồi, chưa nói là mua xe. Đây, quay vào con. Quay gần cho anh em nhìn giật đẹp này. Đầu máy 100 nhá, Win 97 nhá, bản tem vắt đấy nhá. Từ những cái đầu bò này. Tóm lại đã làm đẹp một chiếc xe Dream, làm đẹp giật ngon lành cành đào hết cho anh em rồi, máy chất nha mọi người nhá. Nhìn thôi cả hệ thống mình mua không đơn giản tí nào. Chủ xe con này chủ xe báo 28 triệu đấy. Giờ bán vừa bán 17 triệu ấy, không anh đơn giản đâu. Anh đến anh kiều lắm anh em ạ. Đấy, không phải nó phải giá trị thật của xe chứ. Đấy, rất chất nha, mua 17 triệu cộng em 3 triệu. Mà thật ra anh em cứ chơi thoải mái chán này lại lùi đi anh em vài triệu này mình mua lại cho. Đấy là nói thật câu chuyện rõ ràng. Đấy kinh doanh mình bởi vì cái não của khách hàng là mình không có thời gian để nghiên cứu đâu, cái công việc đấy là nghiên okay, cứu. Ok, cũng hàng nhá, chia sẻ bài giúp chị Phan. Cũng như là nhé. Bác sĩ ấy,
Bây giờ ông nào mà chữa được, mua tự mua thuốc tự chữa thì đi mà chữa thôi. Nhưng mà cũng như phân công lao động rồi. Mình ốm mình phải nhờ bác sĩ. Đấy, anh em mua xe cũ phải nhờ bên này, thật ra phân công lao động. Tự mình mò không mò đâu. Đến nhà bán không bán đâu. 17 triệu cộng em 3 triệu nha, 100 triệu win. Xe đã dọn dẹp mới cứng. Đầu máy 100 bản quay win vắt nhá. Rất là ngon. Win xịn đấy, không phải win tàu đâu. Dọn đẹp rồi mọi người nhá. Đấy, để mình test lại thì tiếng nổ. Test luôn. Bình có vẫn gì nói này. Không phải bình tàu đâu anh em nhá, đồ rất đều. ZX còn không? Xe này trước chủ xe bảo anh vừa mua 28 triệu xong. Không biết ông nào không bán được 28 triệu. Máy ngon nhá. Đấy, mua ở chỗ nào không biết. Đấy, máy căng không? Xe dành cho người lười nhá. Đấy, dáng mình rất hợp. Dáng mình, dáng này ngày xưa đi tán gái đúng đúng chân. Đấy, dáng thư sinh. Nhỏ 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 nhỏ. Giảm tốc trước sau rất ngon nhá. Đấy, xe dành cho người lười. Bốc lắm. Nói chung là xe này đã độ đáo ngon lành rồi, chỉ được đi chứ. Anh em đi thuê người gọn nó hết 17 triệu. Chưa nói là cái xe. Đấy. Đấy rất là đẹp nhá. 17 triệu ông quay gần nữa, lại một, một vòng thật gần một vòng nữa. Tóm lại là chi tiết đã được. Bò con zin nhá, hơi zin. Chế thay rồi này. Cái này anh bán đợi ơi, em mua 17 triệu anh ạ, cộng 3 triệu cộng 3 triệu nhá. Đấy. Tóm lại là làm một chiếc xe win đẹp rồi, giật đẹp, ngon lành nhành đào hết rồi. Em nó đến từ Sơn La này. Xuống đường ấy. Đấy ông quay xa xa nhìn chiếc xe này nó. Xe dành cho các ông chủ thầu anh em đi thăm công trình, đi công đi việc. Đấy, đi thăm đồng, thăm lúa, đi quản lý. Rất là đẹp nhá, một chất nghệ, nghệ sĩ này. Đây mình ngồi đây, rất đẹp. Những cái dòng xe cổ này đấy. Bọn em cộng như thế là nó là đấy ông anh chủ xe em. Xem video này chia sẻ cho em phát để cho nó về với chủ nhân mới thôi rồi. Đấy nói luôn mà con xe này mình chỉ bán không qua qua được 20 triệu đấy. Văn Đức có con nào XC 135 89 triệu không anh? Hiện tại là em không có 89 triệu anh ạ, tầm hơn chục triệu à, làm tiếp con gì làm tiếp con gì mà anh. Ok nha anh em nha, một chiếc Dream Việt Nam Bảo Long 29k mua 38 à? Win đẹp bán ra 38 triệu Quang Hòa bán ra 38 triệu ấy. Máy zin sơn zin trước mình bán 41 à, trước bán 41 giờ xuống 38 nhá, trước bán ra 41 triệu. Đấy Hòa nói thế. Ok anh Vũ Văn Thích, anh ơi liên hệ trực tiếp với Pep bên em nhá, anh nhá, anh gọi điện trực tiếp với các bạn nhân viên bên em cọc giúp em nhá. Anh em thông cảm đất Thăng Long kẻ trọ này nó thế. Nhiều lúc không đơn giản thế nào đâu. Ok anh Kenny. Đấy anh em quay vòng đi. Rồi một chiếc Dream Việt Nam đời đầu tiên nhanh anh nhá. Rất là nhiều anh em chuộng những dòng đời đầu tiên này. Văn Đức có nhá, Văn Đức ơi. Máy zin nha anh em nhá. Anh Vũ Văn Thích chốt win nhé. Ok anh Vũ Văn Thích ơi liên hệ vào video và cọc luôn đi. 29K0817. Đấy một chiếc Dream Việt mới về. Úc Trung anh Win ngồi xe dáng đẹp thế. Ok anh ngồi đấy, anh Kiên ngồi xe. Anh nhìn đồ. Nhìn đấy dành cho các thư sinh ấy. Đấy. 38 triệu cho một chiếc Dream đời đầu. Đời đầu tiên đấy. Máy zin nhá anh em nhá. Thì thầm mùa xuân. Đấy. Ông quay đồ. Vẫn còn zin nha anh em nhá. Đây anh em nhìn những cái micro. Xe trước là nhớ không nhầm là trước mình mua anh mua con này 38 triệu anh cộng 3 triệu này. Bán đi một lần này nhá anh em nhá. Bán đi một lần hoặc cọc cọc rồi nhá anh em lại đổi con khác. Đây giờ lại tiếp tục đến giai đoạn. Đấy. Nói chung là bán hàng cho các sếp trên này thì cố gắng cái não của mình đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ có gì mua gì bán thế cho dễ. Ông quay trên cho vẫn có giá ni lông nha anh em. 38 triệu nó khác bọt đấy. Nó là đời đầu nhưng mà ra 38 triệu không phải Văn Đức chờ thế. Zin nhé mọi người nhá, anh em nhìn gầm lườn con zin này, ông quay cho cháu đoạn gầm dưới nhá. Tem cũng còn zin theo xe, hiện tại xe đang giá ni lông cả xe, anh em nhìn cái đồ. Anh Vũ Văn Tích nhá, đây này, 38 triệu nó zin hết đấy. Nó khác bọt đấy, nó không được cái tai tổng gầm bệ bọn này thì không vấn đề gì đâu. Không cần phải xem. Cái tai tổng này nhìn nó vuông nét này. Anh nhìn cái tai. Cái tai nắm này. Sơn zin máy zin. Sơn yên này. Bỏ yên thay rồi, xưa yên còn zin. Mút zin. 38 triệu đồng nha anh em nhá. Dream Thái mất giấy tờ có mua không? Bên em không mua xe mất giấy đâu anh Kenner bên em không. Chào, mua xe mất giấy. Bá Dương. Đấy, 38 triệu nha anh em nhá. Có Liberty quay cho mấy Liberty nào. Tôn xe đi. Tôn xe cho con Liberty nhá. Anh em đang hỏi Liberty. 279 anh em đang xem. Rồi. Một chiếc NVX 155 nha anh em nhá, bản Benson. Biển U
Sơn Tây. Ông quay cháu một vòng chiếc Novik này. Bản này là bản 155 này. Ông một vòng đây ạ. Bản đen xanh 2023 anh em nhá. Mua này là 39.500 nhá. Biển U Sơn Tây 2023. Anh em nhìn đồ này. Cộng cho anh em 3 triệu xe mới là 52 triệu nha anh em nhá. Ông An đẹp không? Đấy, một vòng quan trọng. 29U1 anh em nhá, 51887, đăng ký 2023. Bản NVX 155 thanh ABS. Xe này mới là mua là 52 triệu, chưa đăng ký, đăng ký mất 8 triệu. Ừ. 60 triệu. Mình mua 395 2023 nhá, đăng ký tháng 2 2023. Năm sản xuất cộng 2023. Cộng 3 triệu nhá. Năm sản xuất 2023 luôn. Hà Nội không mưa, Thanh Nguyễn không mưa. ABS. Uây uây nhỏ đô chung. Uây Enfa đầy đầu, quốc chung. 587 cây nha anh em nhá. Uây Enfa nhỏ nhá, chưa chắc nó còn đâu anh nhá. 2023. Đấy. Bản xe đẹp lắm anh ạ. Bản này bản NVX 155, anh em nào thích 155 nhá mọi người nhá. Có cả bản 125, 155 nhưng bản này là bản mới nhất, bản năm 2023. Anh mô tô, đấy, anh Kiên bán pin nhiều đẹp người rồi. Hỏi chốt okay, thế. Ok, ông cho lên, anh ơi cho em con này lên. Ok Thái ơi. Hoàng Đông rét lắm, nói chung là thời tiết hơi xe lạnh nhá. Xe không anh Kiên, anh Trần Quốc Toản. Em ship toàn quốc nha anh Trần Quốc Toản nhá, em ship tất cả các tỉnh đấy ạ. Anh muốn mua xe nào thì anh có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Anh Đông Hoàng có rét không? Cái rét đầu đông, thân em bay hưu hưu gió lạnh ấy. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp. Đấy, những bài hát của Hà Nội làm cho say đắm bao nhiêu các thi sĩ anh em ạ. Rồi, một chiếc Basic anh em nhé, đời 2010, màu da lươn. Hoa sữa thôi rồi em bên tôi một chiều tan lớp anh em ạ. Đường cổ ngư xưa, chậm chậm bước ta về. Đấy, Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Bài hát quá hay luôn này, của nhạc sĩ Phú Quang nhé. Giới thiệu anh em, nhạc sĩ Phú Quang ở địa chỉ 78 Chùa Hà nhé. Nhà của nhạc sĩ Phú Quang, trước mình ở nhà 76, mình cũng có một cửa hàng ở 76 Chùa Hà nhé. Hàng xóm của nhạc sĩ Phú Quang. Đây. Quán cóc liêu siêu một câu thơ. Đấy. Mỗi lần nhạc sĩ Phú Quang đi từ Sài Gòn về ra Hà Nội thì đều bay sân bay Nội Bài về tới 78 Chùa Hà nhé. Có một người vợ. Đấy. Con rể là nghệ sĩ Viu Long Bùi Công Duy, anh em sẽ biết. Đấy, một trong rất là thân thiết với Hoàng Kiên. Đấy, rất là có gì đấy, rất Hà Nội nhé. Hoàng Kiên ở 52 Chùa Hà, thì nhạc sĩ Phú Quang ở 78 Chùa Hà. Đấy, số nhà 78 Chùa Hà nhé, nhà của nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng hiện tại là khi ông mất thì các anh chị em bán đi rồi, có thể chuyển miền Nam hoặc có thể lên khu vực nhà lớn Hà Nội. Thôi một chút tí một thôi. Chút ngoài lề rồi. Từ bến xe Gia Lâm sang cho anh bao nhiêu cây? Hôm nào em sang em xem xe anh Nguyễn Trung Nguyên. Anh Trung Nguyên. Hơn chục cây xíu nha anh Nguyễn Trung Nguyên nhá. Rồi em sang bên bếp vào. Văn Đức ơi, Liberty đi phải từ từ nhá, sắp đến rồi. Rồi Basic anh em nhá, biển E Đống Đa. Con này đời 2010 mọi người ạ. 29E100423. 19.500 anh em nhá. Màu da lươn. Đấy anh mua em. Là có 10 mua là có 16.700 thôi. 16.800. 16.800 cộng em 2.500. Thế rồi. Đấy. Màu da lươn anh em nhá. Màu da lươn đấy. Anh em phải thông cảm là mình vận hành một doanh nghiệp này cũng rất là chi phí rất là tốn kém, nhưng nghe có vẻ là có hơn 2 triệu. Nghe có vẻ là to nhưng thật sự với anh em mua dùng thì mình lo hết rồi, dỗ Tết mình lo hết. Bảo hành máy 1 năm, bảo hành quy 6 tháng nhé. Bảo hành an ninh trọn đời xe. Đấy. Chương trình như thế, nếu mà sai đâu mình chịu trách nhiệm. Anh em bỏ tiền ra thì nó còn là rất là đơn giản thôi. Mua 16 rưỡi nhá, cộng cho anh em 2.500. Mua là 16.8. 16.800 cộng 2.500. Cho anh em xem. Cộng anh em 2.500. Trong khi đấy là bao dọn luôn cho anh em nhá mọi người nhá. PC cho anh em nhá, tất cả là mình đọc toàn bộ vào cái này nhá. Đây anh em hệ thống của mình. Kế toán này đẳng cấp mới làm được cái sổ này nhá. Kế toán mới học việc không làm đâu. Nhìn thôi nó rất là chi tiết này nhá. 19.774.000 anh em này. Trừ đi 3 triệu anh em nhá. Có phải 16.8 không? Ok Đỗ Thúy. Xem bài con Tầm có lên. Kế toán doanh nghiệp nhá. Anh em các cửa hàng khác không làm được đâu. Tầm cỡ các là nhìn đơn giản thôi, rất khó anh em ạ. Bảng lương, bảng kế toán này tầm cỡ đại học mới làm được nhá. Nhưng mà tầm trung cấp hay là cao đẳng không làm được cái việc đâu. Đấy, tại sao hệ thống của mình chạy rất tốt.
từng nghìn một anh em nhé, từng nghìn một, không nhầm được nghìn. Mua là 16.8 cộng anh em 2.5 triệu, một chiếc xe Passat màu da lươn dành cho các nghệ sĩ đấy. Rồi. Yeah. Ok, tiếp theo một chiếc Blade đời 2014 bản 125 nha anh em nhá. Đấy, bên mình vẫn khách hàng vẫn đông đúc để xem xe nha mọi người nhá. Ở đây biển 29T1, anh kiểm tra 29T137098. Đăng ký 2014 nha mọi người nhá. Bản này là bản máy zin, con này máy zin, máy rồi, rất là chất lượng. Đấy. Bản 125, đăng ký năm sản xuất 2014, xe rất là đẹp nha anh em nhá. 20 triệu anh em nhá. Con này đẹp lắm. Đồ này 2014 nha. Đều vào 2014. Quay cho một vòng. Máy thì con này không phải chê rồi anh em nhé. Con này máy chất lượng lắm. Đây, anh em nghe máy này, máy zin đấy. Đây, các bác mang nghe máy của em. Đấy, máy ok không? Rồi, biển 29T nha anh em nhé. Ra máy vẫn còn ra máy zin đấy. Lại ra máy còn zin. Máy zin, ra máy zin nha anh em nhé. Đồ đàn zin, hiện tại là sơn tỉa thì em không thấy nhìn bán tỉa sơn tỉa đâu ạ. Con này vẫn còn sơn zin máy zin. Đấy. Chiếc Avalanche 125 đời 2014 màu đấy, đỏ đen. Đấy anh em, con xe Liberty này màu xám có được không ạ? Ông Đức ơi. Rồi anh em nãy hỏi Liberty S. Liberty màu xám được không? Liberty S được không? Con này lên tay sách nhập anh em nhá. Quay cho Văn Đức con xe này nào. Nhá. Biển 29i5 anh em nhá, 14168. Đấy, đít 68. Đít 68 nhá. Bản yên. Em trừ cho anh này 1 triệu cái. Đã lên nhập. À đây bản 3 bản bản đi em trừ 1 triệu cho anh nhé con này. 1 triệu à. Đó, ông cứ quay cháu một vòng đi. Con này cố lên tí con bản S này nhá, bản S đắt hơn bản thường. Rồi. Con này bán anh em 10 triệu 500 nhá anh em nhá. Lùi 1 triệu. Trừ cho anh chị con này 1 triệu nhá, lùi cho 1 triệu. Lùi cho con này bán 10 triệu 500 nhá bản S nhá. Bản cao cấp nhất của dòng Liberty bản 7E. Chế điện tử này. Biểu tượng của chế điện tử anh em nhá. Cứ nhìn cái này là biểu tượng chế điện tử ở tất cả dòng xe, cứ nhìn cái này này. Một ABS, hai nữa là đấy có đây tắt đi mở lại này, đây anh em này, hoạt động này. Đấy nó hoạt động này là biểu tượng của chế điện tử nhá, tất cả các hãng xe. Anh em nhiều đừng nhầm ra những cái không có biểu tượng này là không phải IE đâu. Anh em mua nhầm nó phu xăng như uống nước. IE đắt hơn đấy nhá. 10 triệu 500. Bản này là bản là Liberty S nha anh em nhá, bản sân. Thôi. Nhiều quá thôi. Đấy, Liberty S bản sần giá có 10.500.000. Em ơi cho con kia đi. Đâu rồi? Đức đâu nhỉ? Nay Đức đâu? Xong rồi. Vũ Văn Thích anh chốt xe rồi, giá đó bao gồm cả ship không giúp anh nhá. Anh Vũ Văn Thích ơi, bên em chỉ bán thẳng hết không ship xe nhá. Ship thôi, không bao gồm ship. Bán tại chỗ, bán tại nhà luôn đây. Em ơi con này được rồi. Anh Thích nhá. Rồi, tiếp theo một chiếc xe Lít 110 nha anh em nhá. Màu đỏ. Không, mình chỉ bán thẳng thôi, không bao ship, không bao hồ sơ giấy tờ nhá, bởi vì mình chỉ có bán tại chỗ, bán tại nhà. Nếu ai có nhu cầu ship mình ship. Đấy. Thông báo đây, còn mình bảo hành về tính pháp lý an ninh. À, nếu mà xe xảy ra tranh chấp có vấn đề gì giấy tờ giả thì mình bảo lãnh sai mình trả đủ tiền. Còn thủ tục pháp lý thì khi nào nhà nước có làm thì mình làm. Đấy mình hỗ trợ nhá. Có trách nhiệm hỗ trợ để cho khách hàng để sang tên thủ tục pháp lý chứ không bao hồ sơ, không bao ship. Anh em cứ nói rõ thế. Chẳng hạn như là bây giờ hiện tại nhà nước nó đang lằng nhằng chưa xong một cái gì giấy tờ đang lằng nhằng. Tốt nhất là đừng chưa sang tên vội. Đấy cứ nói thế cho anh em biết. Đấy. Bao giờ mọi cái hệ thống nó đã vào guồng thì mình sang tên. Chứ hiện tại là mới chuyển giao các cấp đang cấp quận xuống cấp xã. Đấy cấp huyện xuống cấp xã là các cán bộ cấp xã nó cũng chưa hiện đại là chưa tập huấn chưa. Đấy thứ hai nữa thủ tục bây giờ nó cũng thay đổi rất nhiều. Đấy làm cho ô tô xe máy hiện tại là muốn đóng thuế cũng chưa đóng thuế được. Đứng hết anh em ạ. Cũng rất khó khăn. Nhưng mà có nghĩa là 10 bộ chỉ ra là 2 bộ thôi. Còn 8 bộ là tắc. Đấy. Mà ông nào mà cứ cố tình đưa vào phòng là không rút ra được đâu. Hiện tại nhà mình đang có những khách hàng mà 3-4 tháng nay còn chưa rút hồ sơ ra nhá. Vẫn đi biển trắng. Nộp vào rồi nhá. Rút hồ sơ ra được nhưng mà chưa chắc nó sang tên được nhá. Anh em các nhà phải nhờ dịch vụ. Vâng. Đây ạ. Đây ạ. Anh xem gì à? Đúng rồi. Ok. Ok, tiếp theo nha anh em nhá, một chiếc Lít 110 vành gồ chân chống điện mà đấy, xe mình bảo lãnh nha anh em, thủ tục pháp lý đầy đủ, nếu sai mình hoàn lại đủ tiền. Đấy. Hoàn toàn bộ thủ tục các cái thủ tục mà lằng nhằng ABCD thì anh em phải thông cảm. Bên này mất tem à? Đấy.
Vành Gồ chân chống điện nha anh em nhá. Con này biển 14 Quảng Ninh này, 14X110035 anh ơi. Vành Gồ chân chống điện. Đấy, dành cho anh em nào mệnh thổ mệnh hỏa. À, xe vừa vừa tiền anh 10 triệu 500 anh em nhá, một chiếc xe này. 10 triệu 500 thôi. Cái Vành Gồ chân mệnh hỏa mệnh thổ đấy. Đấy. Xe vẫn đang nổ nha anh em nhá. Vành Gồ chân chống điện. 254 anh em vẫn đang xem. Vâng, bên này 100 anh em. Phong Phạm. Rất là nhiều anh em đang thích những cái dòng này mua về cho Phong vợ cho con. Phong Phạm con biển 30Y9. 10 triệu 500 nhé mọi người nhé. Phong Phạm con 30Y9 13 triệu được anh lấy. 30Y9 được con nào nhỉ? Cốp rất là rộng, hai chìa khóa đầy đủ, Phong gương Phạm đầy đủ anh em nhé. Phong Phạm vừa hỏi xe nào nhỉ? Đấy, Vành Gồ chân đóng điện. Anh để xe gì cho em nhá, biển số bây giờ em mấy trăm cái xe trên máy này em không ghi em không rõ đâu. Rồi, có 10 triệu 500 nhé anh em nhá. Vành Gồ chân chống điện. Anh Phong Phạm nhá. Màu đỏ. Đây một chiếc 2019 này giá yêu đây. 1 triệu 300 nghìn á. Sóng gió. Lâu lắm ông ấy bữa trước tiên nói bao từ ANZ, bữa nay lại nói không chỉ có Bảo Lãnh ơi, Khanh Khanh ơi, bây giờ thông báo anh em nhá, bán xe này mình chỉ có Bảo Lãnh về mặt pháp lý nhá, không có bao hồ sơ đâu. Từ trước giờ bán xe mình mua bao nhiêu cộng bấy nhiêu thôi, chưa có bao hồ sơ cho ai đâu nhá. Nếu anh em mua bao hồ sơ thì mình sẽ giấu giá mua, mình sẽ cộng thêm anh em khá khá tí này cũng đâu ở đấy mà. Đúng đấy. Đấy, tại vì bọn em làm dịch vụ hết, không có thời gian. Đấy, bởi vì là mình bán đây là bởi vì nhu cầu biển Hà Nội rất nhiều. Đấy, những con biển tỉnh thì anh em đúng không tiền, biết đúng là mua ở đâu. Anh kiểm tra cho em con này. Đấy, thông báo anh em, từ trước giờ mình chưa nói là bán bao hồ sơ giấy tờ nhá. Chưa bao giờ nói đột một câu bán bao hồ sơ giấy tờ. Chỉ có bán xe tôi có thế này tôi bán, tôi đóng dấu tên tôi. Sai đâu tôi chịu trách nhiệm. Thế rồi, ông thích thì ông bán lại thôi. Đấy, tôi mua lại. Thế thôi, câu chuyện nó đơn giản thế thôi. Ok, chú anh. Bọn em nói là bọn em nói bao test sản phẩm thôi anh ạ. Nhá, chứ không phải em không bao hồ sơ, không bao không, không, không bao hồ sơ. Tôi bán hàng bao hồ sơ. Rồi. Anh em bao hồ sơ thì lại bán theo cái kiểu bán bao hồ sơ nhá. Bởi vì mình không biết là khách hàng anh em đang ở đâu. Mình chỉ biết anh em ở Hà Nội thôi nhá, mình bán tại Hà Nội. Đấy còn anh em ở cả nước thì có nhu cầu bao rút thì mình rút, mình có hệ thống rút nha anh em nhá. Hệ thống nhà mình mà không rút được thì chắc chắn cả nước không ai làm đâu. Bởi vì bên nhà mình làm về thủ tục pháp lý thì nó toán thợ, toán người tài nhá. Các bác sĩ nó là chuyên khoa rồi, bác sĩ đầu ngành rồi. Đầu chuẩn đấy. Máy còn zin không? Con 38 triệu còn zin nha anh Chính Quang nhá. Nhà mình mà không rút được thì xác định là cả nước không rút được đâu. Đấy. Nhà mình giá cả nó hợp lý nhá. Bởi vì nói thôi, cái gì mình update liên tục, hỏi liên tục nhá. Cái gì thông là mình bảo thông, cái gì không thông là còn lâu mới thông. Con xe này là 26 triệu. Không, con này cộng 1 triệu 3 đấy. 26 triệu 500 cho một chiếc xe đời 2019 anh em nhá. Em nó đến từ Phú Thọ. Đấy. 2019 nha mọi người nhá, màu đỏ đỏ đen trắng, đời 2019. Đấy là mình bán tại nhà ấy nhá, có ai nhu cầu mua thì mình ship, giấy tờ nghiêm chỉnh, đảm bảo không có lừa đảo trộm cắp gì. Đấy, khách hàng nào mà xe nào mà có vấn đề trục trặc thì mang đây mình trả lại tiền. Đấy. Rồi, đấy. Anh em những chiếc xe gọi là 2019 nhá. 26 triệu 500 nhá. Trên like của mình cũng rất nhiều anh em thợ cọc nhá. Hiện tại trên like mình biết thợ các tỉnh cọc rất nhiều. Thợ các tỉnh nhá, không những Hà Nội và các tỉnh cũng cọc và đến mua rất nhiều ở Hà Nội. Toàn những anh em thợ về buôn nhá. Thợ buôn cọc rất nhiều. Trong đó có những khách hàng về dùng. Để mình bây giờ mình làm cộng đồng rồi mình cả thợ luôn. Đấy 26 triệu 500 2019 này, về anh em bán 27 triệu 500 cũng bán được mà, có gì đâu không bán được. Đúng không? Thợ thuyền nó ăn được hết nhá, bán luôn hết. Tất cả ông nào có nhu cầu thợ thuyền mua hết, bán hết. Đấy. Mình ăn bao nhiêu mình bán bấy nhiêu. Rồi, 2019. Bảo Lãnh phải tính pháp lý nhá. Anh em nếu mà thấy giấy tờ của Hoàng Kiên bán ra cứ mua đi, không sao lo đâu. Mình bảo lãnh nhưng mà bởi vì hệ thống của mình nó chặt chẽ lắm. Lâu lắm rồi mua có bao giờ con nào trộm cắp hay đâu mà con nào phải đền khách không ạ? Rút hồ sơ bao nhiêu với anh Nguyễn Toàn ấy, tùy từng biển từng tỉnh một nhá anh nhá. Biển Hà Nội khác, biển tỉnh khác ạ. Rồi tiếp theo một chiếc. Em ơi, thiệp không lấy được thôi, em đi về giúp anh. 82 nhá anh đừng em chờ, nhá. Chờ lâu. Thế một vòng con xe này. Phải mang xe đẹp đi. Ông quay cháu một chiếc 82 đời 1996 1997 rồi anh em ạ. Đời cốp nổi rồi, ra máy vẫn còn zin này, ra máy còn zin, đồ vừa đều theo xe nhé mọi người nhá. Anh kiểm tra em con này biển 29F7. Quang Minh em mua xe nhà Hoàng Kiên tổng 14 xe nhưng uy tín. Ok, cảm ơn em Quang Minh nhá, Quang Minh MC nhá, mua khoảng 14 xe của Hoàng Kiên. Anh kiểm tra cho em con này biển 29F70641 82 nhá anh em nhá, 82 đời 9697 19 triệu anh em nhá. Mình mua con này là 16 triệu 500 rồi, không có like mua trực tiếp ấy, mua 16 rưỡi cộng 2 triệu rưỡi.
ngon. Những cái dòng xe cổ này nó là tương đối nó liên quan đến sự độc quyền nha anh em nhé, anh em phải hiểu là cái xe cổ này tại sao mình cộng nó hơi căng tay tí là cái xe cổ này nó liên quan đến sự độc quyền nhé. Nên là những anh em mình bởi vì nó liên quan đến sự độc quyền anh em ạ, nó sự độc quyền thì đồng nghĩa mà nó sẽ không có cái thị trường rộng đâu. Có cả nước mình có mấy anh em buôn, cả nước mình có 3-4 anh em buôn xe cổ nhé, bởi vì nó có đâu mà buôn, nên là nó có sự độc quyền trong đấy. Độc đã độc quyền thì đồng nghĩa với lãi suất phải cao, bởi vì số lượng có hạn anh em phải biết đấy. Thế thì như con xe này mình mua là 16,5 này, mình cộng 2,5 triệu, anh em phải hết sức thông cảm đấy. Đây anh em nhé, đây này. Con xe đây này, con xe này này 29F7 anh ạ, 0641. Đây 29F7 anh em nhé, đây 29F7 0641 này, chính chủ vân tay này, mình mua chính chủ 19 triệu, trừ đi 2,5 triệu là trừ đi 2,5 triệu nhé. Còn tên chủ xe Bùi Văn Châu ở E9 Thành Công Ba Đình này, mình mua 16,500 nhé, mình cộng 2,5 triệu. Bởi vì hàng độc quyền anh em phải thông cảm, đã là hàng độc quyền, hàng của nó số lượng quá hạn, bản giới hạn limited thì bắt buộc lương lại cao hơn, bởi vì là nó khó đâu mà mua, nó phải có tiền mà mua đâu. Ông có thể quay lại một lần đi, giá nhập 16,5 cộng 2,5 nhé, một chiếc 8296 đấy, cốp nổi nhá, vẫn còn zin hết của nó đấy. Bên kia mất một cốp nổi, lườn nóc của đây. Bên này hàng bọc bây giờ đi cho đi mua cốp nổi, mua thêm cái cốp nổi để lắp bên này vào. Anh em phải biết là cái sự độc quyền thì đừng có nói cộng 2,3 triệu không ai làm đâu. Qua mình đây là thị trường Thăng Long kẻ chợ mình làm thôi, không ai đâu mua cái xe này là cộng 2-3 triệu người ta sống sao, ngày chẳng bán một con đấy, mình ngày bán 10 con đấy, mình nó là chợ mà chợ xe thì nó là thế. Thế anh em cả tháng mới bắt được con khách thì mẹ ơi, miếng phải to thì vô, mình nói có lại có lương lên được, họ có thể mua được, không yếm nhé, có thế này thôi. Đồ này còn toàn bọn Nhật Bản hết nhá, toàn bộ đồ còn Nhật Bản hết, zin hết của Nhật Bản hết đấy. Từ nắp sinh nhan nhá. Đây. Quyền Hương máy zin hay không đây này, mình kiểm tra, ông có thể quay con cái đầu bò này. Đầu bò hơi có thứ chế chủng thì vẫn còn zin, nhưng mà khả năng con này thì không biết đã chạm chưa này. Con này khả năng thay sắc mang rồi anh em nhé. Đấy các cái chế chủng đồ này có zin hết của nó đấy, nhưng mà khả năng thay sắc mang trong rồi. Nghe tiếng nổ nó vẫn cốt không nữa, chưa vấn đề đâu. Đấy. Không có yếm nhá, yếm mua mất 1,5 triệu. Đây từ đôi tay nắm còn zin theo xe này. Từ 596 rồi, kinh khủng. Không quay cho con mặt đằng này. Đấy anh em đi đến nhà ta mua nhiều ông đọc cao lắm. Đây thực tế mình mua bao nhiêu mình bán bao nhiêu. Bao? Con này. Con này thợ có thể mua được. Bởi vì 82 cốc nổi thôi, thợ có thể mua kiếm được 1-2 triệu. 96 nha anh em nhá. Mình này mình bán là mình cũng tính toán lên bán lên cả đến tay anh em thợ nhá. Thợ mua rất nhiều và cọc rất nhiều. Rồi anh em nào Cao Bằng hôm qua đi Cao Bằng mà gặp anh Kiên rồi thì anh em thấy uy tín và chất lượng Hoàng Kiên rồi đúng không ạ? Rồi làm con Cao Bằng này về chạy 2021 nha mọi người nhá. Rồi ông quay cháu một vòng đi. Thành Vinh Nguyễn, anh Kiên xe nát quá mua làm gì, anh Thành Vinh Nguyễn. Thành Vinh Nguyễn ơi, đồ cổ nó dành cho người khổ nhá. Ai không anh em ăn con đời mới này. Nếu ai không thích khổ là con đời mới này, em nó đến từ Cao Bằng này. Rồi RX 2021 nha anh em nhá, bản này là bản tem nổi này. Đấy, Cao Bằng xuống Hà Nội mình làm ăn nào để bán xe này. Ok anh Kỳ Nguyễn nhá. Nói chung là toàn cảnh nứt vỡ bán nhá, hầu như những con xe biển tỉnh này cái tỷ lệ 80% là nứt vỡ bán. Chứ không có đơn giản đâu. Biển 11 Cao Bằng nha anh em nhá. 2022 anh em nhá. Đăng ký 2022. Giá nhập mua là có 15 triệu thôi. Con này 29,20 triệu. Đấy. Mua vào có 15 triệu nhá, cộng với nhau 2 triệu. Đấy. 17 triệu đồng anh em nhá. Nào anh ơi, lần này ra đây là dâu anh em nhìn chán lắm này, tình hình thủ tục pháp lý đã trôi chưa, thủ tục anh ra đây tí đã xong chưa, à thôi à. Hai đăng ký 2022 nha anh em nhá, đăng ký 2022 ông quay con một vòng đi. Rồi đăng ký 2022 bản tem nổi mua 15 triệu nhá, cộng với anh em 2 triệu, anh em Cao Bằng Trùng Khánh hạt rẻ mùa đang hạt rẻ nức nở rẻ rất đẹp. Rồi Cao Bằng qua về anh mang quả bánh khảo về em ăn, anh nghẹn tắc cổ ăn sáng. Bánh khảo ngon nhá, cơm lam ngon nhá. Rồi chào em. Rồi rồi rồi. Có dịp về xem xe đây. Rồi. Đi vợ con này à? Vâng. Này. Đang giờ anh giờ quan tuần anh em hai vị đồng chào các anh như này đấy. Chào chú nhá. Em xin chào người mình đến từ Hòa Bình. Hòa Bình.
28 Hòa Bình, chào anh em. Ừ, thêm cười kéo cho nó đưa lóc. Đấy, là khoáng. Anh à, đi được, đi được 6 giờ sáng. Ừ, đến đây à? Ừ. Đi xe ô tô hay là không, xe máy mà xe không được thì thôi. Không quan trọng, mua bán gặp nhau là quý rồi. Facebook lên Hoàng Kiên. Chuẩn bị đi chuyến Hòa Bình ấy, anh em cố gắng đón tiếp tí thôi anh em. Ở đâu em, chỗ nào Hòa Bình? Đấy, em ở Tân Lạc. Tân Lạc, vợ đây à? Vâng. Rồi em. Từ Mộc đấy, từ Mộc Châu đấy. Mộc Châu. À, vợ Mộc Châu à? Sữa. Chị có xe nào em tham khảo không? Hơn 20 gì đấy. Có xe thiếu gì. Cứ giao lưu anh em chị đây. Trước mắt là cũng cảm ơn em nhé. Cảm ơn hai em. Chẳng biết là mua được hay không nhưng mà cứ... Không quan trọng. Em theo dõi anh nhiều Facebook rồi. Hôm nay có dịp để xuống đây. Facebook em là gì? Nguyễn Diệu. Xem anh là nó vặn não nhá. Nó dành cho các cụ đây vặn não. Nó vặn não ấy. Quảng cáo xe hay lắm. Nó vặn não. Hôm trước xe mua gì mấy trăm triệu rồi thôi. Nó vặn não. Xem này nó vặn não đấy. Vậy em bảo sao xe gì thì đắt thế. Em ơi, có 120 triệu trong nhà. Trong 22 triệu trong nhà. Ủa thì em không có tiền, em không đụng được. Mà xem thôi, mình ngắm thôi. Okay. Đằng nào em có thể chào các anh như này xong rồi. Vâng. Em chào các anh nhé. Rồi. Vợ xin gái đấy. Chị Thoa tiếp đi. Nói chung là cũng quẩy một chút nào đấy. Đấy anh em ạ. Những người xem trên live này là những anh em rất là thông thái nhé. Liên quan đến vặn não, vấn đề là vặn não, dối não, hại não. Đấy anh em. Nhưng cái đấy nó luyện não rất tốt anh em ạ. Nó làm cho con người ta nó luôn yêu đời lên, cuộc sống nó sống một ngày nó thấy niềm vui đấy. Vẫn quay lại nổ, phát ra tiếng nổ nhá. 15 triệu cộng 2 triệu đấy, anh em nào vừa ý thì mua. 11 Cao Bằng rồi. Em này 29 thì phải mua 20 triệu anh em nhé. Rồi con này bán ra 17 triệu nha anh em nhá. Cao Bằng 5.000 cây lốp và zin xe dày bịch cả đôi đấy. Đấy, đôi khi nó chỉ có Thăng Long kẻ chợ mới có cái giá nó yêu này thôi nhé. À, tuần thứ 43 2021 anh em này. Đăng ký tháng 2 2022. Thì năm sản xuất 2021, em đọc tháng năm sản xuất 2021, đăng ký 2022 đấy ạ. Gốc còn zin xe còn dày. Ok, tiếp theo anh em nhá, một chiếc Xi 155 biển 29L5. Anh Phùng Nguyễn Văn là không cẩn thận còn thần kinh. Nói chung là xem live em là không thần kinh đâu. Xem live. À dạ. Ok, à dạ. À. Vâng, ông anh lấy xe gì ạ? Lấy con nết ở đây rồi. À, lấy con nết rồi. Rồi, anh đấy. Hoàng Cát Xếp dáng dốc trong tướng tá đấy. Chiếc lấy con nuôi rồi, Alex rồi. Nói chung là xem live nó hay mà nó liên quan đến vặn não. Vấn đề là cái não của mình nó luyện não. Đấy. Vâng. Đặc biệt là những người lớn tuổi mà kiểu nó trì trệ một tí, xem rất hay. Ông nào mà thông minh tí xem hay nữa. Đấy. Rồi, Xi 155 nha anh em nhá, bản đời 2021. Biển 29L5. 47034 rồi. L từ Liêm ạ, đăng ký 2021 và 155. Bản màu đỏ trắng đen. Tháng 2 2021 anh em nhá. Con này mua múc hơi căng rồi ấy. Mua 35 triệu ấy. Rồi, 7.300 cây. Bản VVA nha anh em nhá, xe rất là đẹp ạ. Tại vì dòng này có mấy nghìn cây. Con này múc con này gần 5 rồi, chết rõ rồi. Em giảm xuống này 1 triệu đây. Vâng. Mua 35 triệu nhá, bán anh em 35 triệu không được nghìn nào đấy nhá. 7.000 cây này. Lỗ vốn, đi là để 5 rồi, lỗ vốn rồi. 29L5 này. Giảm cho chị 1 triệu con này. 37 nhá. Triệu nhá. Trắng đỏ đen 2021. Lên được 2 triệu nhưng câu lại này. Những con xe lại là những con xe gánh cho khách nhá. Anh em phải biết là những con xe bán lại, nghĩa lại là có nghĩa là bán lại. Tức là trước mình bán ra một lần rồi, bây giờ mình mua lại. Mua lại là đôi khi mình đỡ cho anh em, nhiều lúc mà mình mua lại mình mua cao hơn thị trường một chút. Đấy anh em ạ. Đấy những anh em, những ai mà mua xe bán xe cho mình cũng phải hiểu đấy. Cái từ lại này là cái từ khổ nhất, cái từ lại này anh em này. Lại là toàn để gánh cho khách đi nhá. Đấy. Mua 35. Mua 35 triệu của khách, tức là trước đây mình phải bán ra chắc phải 40 triệu nhưng mà vì là khách bán lại. Thì thôi mình mua 35, bây giờ bán lại 35 nhá. Mình bán 35 triệu không được lãi đồng nào. 2021 nha anh em, đang chạy hơn 7.000 cây thôi. Những ai mua nhà mình thì biết, mà hầu như mình toàn đỡ cho khách, không bao giờ mang con bỏ chợ đâu. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái mối quan hệ giữa mình và khách hàng. Nên tại sao luôn luôn không bao giờ hết được khách, lúc nào cũng đông khách. Đấy. Đấy nhưng không đơn giản thế nào đâu. Quay lại. Rồi. Anh Quang thu 82450 triệu. Zin xịn không cũng được, có như thế xịn thôi nhá. Anh có ai có thích của một con xe 82 rất đẹp nhá, mình đang chuẩn bị mua 97 triệu. Một 82 rất đẹp, một nhà sưu tầm Hà Đông. Tí mang về nhá, một con Zin mình mua là vào 100 triệu.
một con 82 97 triệu, một con Zin mới đi có một có 200 cây, Zin Việt Nam 200 cây mình mua 100 triệu nhá, đi có 200 cây km, chắc cả chiều nay về nhà. Một con chiếc 82 97 triệu, hàng đấy cũng là hàng số một rồi, không thể có đâu. Đây một một đại gia Hà Đông hiện tại đang đang nhả một đôi đấy. Đấy. Mình rồi. Đang cho Việt đi mua. Một chiếc click nha anh em nhá, click màu đen đời 2009. Ai mà thích Zin đẹp với 82 đẹp với đặt gạch nhá, nhớ là đặt báo cho kế toán, báo cho marketing mình để mình gửi ảnh chi tiết, mình có ảnh rồi. Đấy. Rồi anh em nhá, một chiếc click nha anh em nhá. Con này biển 2009 dành 30. Dành không dành cho đông đâu, mình giá nhập vào thôi nhá. Vâng. 82 đã nhập vào 97 triệu, con Zin đã nhập vào 100 triệu rồi. Zin chạy 200 cây. Mua vào 100 triệu. 30H2 người 6161. Con này dọn dẹp rồi. Sạch sẽ hết rồi. Ừ. À, đời 2009. 10 triệu đồng nha anh em nhá. Điện đẹp nhá anh em nhỉ. 2008 đăng ký 2008. Đăng ký 2008 à. Quay vào. Chất lượng không anh em, nhìn máy chất lượng không? 10 triệu. 10 triệu đồng. Dành cho các chị em nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Chiều cao khiêm tốn một xíu mà đi những cái dòng này, thực ra nó thấp ý. Đấy nó thấp đi những dòng này chân để chân thấy anh điện. Nay sáng nay gặp bán nước ở chùa Hà không có nhá, Chiến ngày nào phải có, thỉnh thoảng nó lên ra thôi, hôm nay không gặp chiến. Đấy 10 triệu nha anh em nhá. Rồi 10 triệu đồng nha anh em, đời đăng ký hay không đi, tán được cái máy ngon lắm. Đấy, máy em. Chất lượng lắm. Rồi một chiếc Dream Việt Nam mấy ông anh em bán nhỉ? Xe ông lau à, bây giờ ông lau kinh, bây giờ ông lau bây giờ đấy. Ông Thái ông rộng ông làng nhà à, gọi là lau chùi cho sạch sẽ. Lau chùi cho nó sạch sẽ. Kỉnh đâu. Đò Rim Việt Nam đời 2012 rồi. Con này biển 89C105657. Rồi. Đấy ông quay gần cho cháu cho quay chi tiết cho anh em. Máy Zin. Rồi con này đôi ra máy 89C1 anh ạ, 05657. Máy 26 máy... triệu cho một chiếc xe Zin đấy nhá. Rồi, máy Zin nha anh em nhá, cái này là bị tháo mấy cái nút càng này. Máy Zin này, đầu bò đẹp nha anh em nhá, em đây đầu bò đẹp này. Con này hôm đấy là 25 triệu, sorry, 25 triệu. Hôm đấy là đen mỗi cái là nó có cái da máy nó hơi bẩn. Em về 25 triệu cho một chiếc xe Zin 2012. Rồi, còn là sơn thu vẫn còn Zin này, hộp 25 triệu. Tham Lan vẫn Zin nha anh em nhá, con này biển Hưng Yên. Đấy, 25 triệu thôi. Duy nhất là đôi da máy là anh em bắn tỉa lại vì hôm trước là mua là. Đấy một đồng lên qua 25 triệu máy Zin nhá. Rồi. 25 triệu thôi. Giá. Tính Zin, cho không thiếu không. Duy nhất có spa lại cái da máy. Còn đồ đàn vẫn mấy các sếp phải cứ thích tình cho không biếu không nghe nó phê. Đấy, 25 triệu nha anh em nhé, một chiếc đời 2012. Tự nhiên là có em nào em ấy cung tiến cho mình cũng cảm thấy nó yêu. Đây, tàu bò rất đẹp nhá. Tàu bò đẹp, quay rồi nhá. 25 triệu. Kia đánh thẩm giá, kia đánh thẩm Zin thôi. 2012 có 25 triệu thôi, máy Zin duy nhất một đôi ra máy spa. Đấy, dành cho anh em nào thích mầm. Máy nhiều lắm, bọn này nó nhiều nhỉ, nhà vẫn còn đúng không? Nhiều nhầu nó vẫn còn. Ừ, chứ chờ tí ra là quay nốt. Rồi. Các sếp nghe tình cho không biếu không, tự nhiên có mà em nào em ấy tự dâng hiến cũng cảm anh em yêu. Đây là một chiếc xe. Không rồi. Đây. À, nó ra nha anh em nhá. Bia. Xong rồi anh. Đây à? Xong rồi anh lấy rồi à? Ok anh, cảm ơn anh nhá. Đây nhá. Cảm ơn anh nhá. Rồi một chiếc Noza màu vàng be. Rồi. Dành cho các chị em các cô mà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Đi công nhân công nhất đều ok. Rồi. Biển số 29S6 anh ơi. 24656. Ừ. Noza nha anh em nhá. Được rồi, xe cũng sạch sẽ rồi. Con này đăng ký năm sản xuất 2013. Sản xuất 2013 lòng 12 triệu anh em nhá. Ừ. Máy ngon nhỉ? Máy ngon thế. Anh em nghe tiếng máy này. Mua này có 10 triệu thôi, mua có 9 triệu 9 thôi. Bao dọn cho anh mua em. Mua 9 triệu 9 bán em 12 triệu. 12 triệu. Ừ. Bao dọn cho anh em. Đấy đẹp không? Nhìn nó xe rắn giỏi nhỉ. Nhìn xe giỏi, máy sơn Zin hết. Chất lắm. Sơn Zin vỏ yên nhìn nó đẹp đây. Này, vỏ yên Zin mà anh em nhìn này. Nhìn cái vỏ yên nó không người ngồi. Này như kiểu Santa Fe không người ngồi, nhìn cái ghế lái này, không người ngồi luôn. Này tay nắm không có gì vết sơn lại. Đấy, tay nắm cần số các thứ này. Này anh em nhìn cần số này. Anh em nhìn cần số này, nút này, công tắc này. Có đây là gì? Anh Quân Hiếu có một cái Thái nào 13 14 này. Ngoài chất thế nhỉ. Vạn mốt anh thật đấy, con này lốp mà nó còn Zin theo xe đây này. Đúng như rằng.
Này, nhìn mặt rất trên nhìn chìm. Trong xe sướng không? Này, lốp còn dính trong xe. Này, nhìn mà nó khôn ra mặt này. Tuần thứ 9 năm 2013 này, lốp còn dính trong xe này. Đấy, bạc già nhìn đồ là ra tiền. Nhìn con xe. Con này chất mà, con này nhìn. Ông bài cũng yên này. Thế lái không người ngồi. Chất lượng này, con này rất là chất lượng nha anh em nhá. Máy thôi rồi. 2013 máy chất thật. Con này đi 5 năm nữa không hỏng nhá. Đấy, anh em nghe tiếng không? View, view, view. Máy rất là chất. Nghe tiếng nổ. Thế. Ngọt lư. Dành cho bạn nào dáng Mignon. Mignon xinh xinh một tí. Ờ, xong chưa Thái với chưa xong. Không nhưng mà vấn đề nhà vẫn còn đúng không? Còn nhiều. Ờ thế thôi, còn nhiều quá thôi. Để bán ra đấy nhá anh em nhá, con nào vừa miếng thì mua thôi, con nào để bán ra bớt thôi. Bởi vì phải điều phối về sản phẩm làm sao nó phù hợp cho hiện tại, đầu tiên phải nhà phải hết mới mua. Thì nhiều lúc bút căng quá, nhiều lúc nó trở thành ảo. Rồi tiếp theo nha anh em nhá, con này Ablet rẻ tiền. Ok Nguyễn Văn Cường ơi. Rẻ tiền nha anh em nhá, một chiếc Ablet 2011. Đấy, Ablet 2011 mọi người nhá, màu đỏ đen. Con này biển 48 anh ạ. 48H100893. Rẻ rồi, con này rẻ dành cho anh em gọi là vừa vừa tiền. Đang tính mua một chiếc xe quay để đi lại thì làm cho em con này. Đấy, biển 48. Đủ 1 triệu con này. Vâng. Con này mua có 9 triệu anh em nhá, có em 2 triệu. Đấy, lên thành thâm để dựng chân ống dưa đây, bày ở đây để khách hàng bấm nổ đã lên 9 triệu. Mua được có 8 triệu mấy thôi. Nhưng mà bây giờ thành thân bây giờ này, về đến mâm nhà mình có 9 triệu. Cộng cho anh em 2 mồi nhá. Đấy, sếp nào mà xe này đắc nông. Nói chung là mua có 9 triệu thôi, cộng 2 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì mua. Không phải sang tên đuổi đâu. Loại này thì sang tên thì giấy tờ nghiêm chỉnh. Tên người Việt Nam nhá. Nhà nước cấp nhà nước cấp biển số với cấp đăng ký, không phải người nước ngoài đâu luôn. Đấy. Vừa Đắk Nông. Em đó ở Đắk Nông, Đắk Lắk nhá. Già làng Tây Nguyên ngày qua gặp sao con này nó. Đấy chân trống. Hơi chúi chỗ tư thế nó hơi chúi. Máy êm nhá, con này khả năng máy zin. Mình chỉ nghe tiếng nổ mới biết là máy zin, không cần phải xem xe, nhắm mắt xem xe luôn. Đây. Máy khủng khít đấy. Thì mình làm nó lâu năm rồi. Tráng nhá. Ok. Bác sĩ này đạp sóc. Đạp sóc ngon lắm. Đùi. Máy ngon mà, con này máy ngon. Con này mình chắc chắn. Cái tầm biển tỉnh ấy phải xe chất mới mua nhá. Hình hài đẹp nha anh em nhá. Loại bớt. Hình hài đẹp luôn. Ông quay con cùng máy này. Quay con đúng máy zin cho mọi người này. Nghe tiếng nổ vẫn cốt không, bốc xì. Bốc xì luôn. Vẫn cốt không nhá. 9 triệu cộng 2 triệu. 11 triệu đồng nha anh em nhá. Anh em đến từng Đắk Nông nhá, giấy tờ Hoàng Kiên. Đóng dấu ký anh em đi cả nước. Anh em có lỗi gì công an bắt phải lỗi xe nhá, mới qua mang hóa đơn mình nộp cho. Sao mình rồi? Bán xe rất nhiều cho anh em cả nước nên anh em cứ yên tâm, nhắm mắt mà mua. Rồi nha anh em nhá, lại một chiếc Liberty 3VE. Đấy, 3VE lốp vỏ chám rồi, thì là IE rồi, còn tiết kiệm xăng hơn cả. Nguyễn Văn Bình SH. SH hôm qua mình like rất nhiều, có loài loạt đấy, anh em xem lại Nguyễn Văn Bình ơi. Anh kiểm tra cho em con này nữa nào anh ạ. Biển 19F1 nha anh nhá. 13869. 19F1 13869. 3V nha, máy 3V. Ờ 3V. Đấy, xe màu trắng, biển Phú Thọ. Rồi ông ơi, một vòng cho cháu. Đấy, xe anh em tí nữa thì cho tân trang lại xíu. 19F1 13869. 1369 nha anh em nhá. Không phải 168 đâu mà 169 không kinh lâu đâu. 2014, em đổi cho anh 1 triệu con này đi. Vâng. Con này mua có 11 triệu 500 anh em ạ. 11 rưỡi cộng anh em 2 triệu. Đổi triệu. Đổi 1 triệu con này em nhá. Đá bài biển máy 3V anh em mua có 11 triệu 500 nhá, cộng anh em 2 triệu. Máy những cái dòng này nó là đề lao nhọn nhẹ nha anh em. Máy 3V không, bản vành xoắn nhá. À. Bản cao cấp nhất của dòng IE 3V đấy. Liberty 3V. Một vòng đi em, một vòng ông quay cho con một vòng. 11 rưỡi nhá. Cộng 2 triệu. Chưa có bao dọn nhá, nếu mà anh em con này dọn phải mất khoảng triệu nữa. Bản máy 3V. Đây bản máy 3V này lốp quả chám này ông này anh em. Đấy bản này lốp quả chám. IE nó là lốp tròn. Còn 3V IE nó là lốp quả chám. Giá này giá của IE anh em. Đây có khách cọc rồi. Em đã có người cọc rồi. Cọc rồi okay. Em ơi. Khách cọc rồi thôi.
Rồi một chiếc da nớt tiếp theo nha anh em nhá. Một chiếc da nớt màu vàng be. Để em một con anh ơi. Rồi biển 35 Ninh Bình anh em ạ. Anh kiểm tra cho em con này biển 35. Dùng để những SH, ABS nhiều quá không lai hết đâu. Lai với SH đi. Biển 35B229227 nha anh em nhá. Một chiếc da nớt đời 2017. Chiều nay lai nhá. Vâng, một chiếc da nớt 2017 anh em ạ. Màu vàng be. Giá hợp lý, hợp tình hợp lý con này thôi, dành cho các chị em gái hoặc các cháu đi học. Dòng này là ok nhé mọi người nhé. Chờ em một xíu, tại hiện tại nó đang để ra nước nằm chỗ nào ở đây à? Rồi. 35 Ninh Bình. Mua con này là 17.200 anh em nhá. Sao này khó nhỉ? 17.200. Sao khói nhỉ? Sau này ga lại cho khói nhỉ? Xe này mới này mà khói rồi nói chuyện. Sao khói nhỉ? Để lâu anh ạ, để lâu. Anh để lâu à? Để trong nhà nhìn ra. Đầu ga nó hụt này, hết hơi xăng. Này phải để làm bao lâu? Ga nó hụt thôi, không khói đâu. Không quay con, không khói đâu đây này. Không, không phải không khói, con này đâu. Bị... Đấy. Con này bơm, con này xử lý lại bơm xăng nhá, kiểm tra lại xăng cho anh. Đang nó, báo hết xăng này này. Nó báo hết xăng mà. Nó báo hết xăng mà. Báo hết xăng. Báo hết xăng. Báo xăng đổ thêm xăng vào. Thôi thêm mình tưởng khói không phải đâu nhá. 17.200 cộng với nhau 2 triệu. 19.200. Đây 2017. Đây 2017. Đấy biển 35B2. 29227. Đổ xăng cho anh nhanh con này nó hỏng bơm xăng ấy. Đấy xe nhà mình không để nhiều xăng nhá, bởi vì liên quan đến cháy nổ, sợ lắm. Cháy nổ luôn. Xe nhà mình thì anh em dắt bộ là chủ yếu. Đấy. 19.200 nha anh em nhé, đời 2017, biển 35 Ninh Bình. Đấy, xe thì chất lượng, máy zin nha anh em nhé, không phải lăn tăn về chất lượng đâu. Hai anh em thì tầm một xăng xong chưa? Tầm nó cũng sơ sơ đấy kìa. Thôi rồi, thế cài mới thì anh em Hưng này ông toàn bán lỗ. Không bán lỗ rồi mà. Bán lỗ nó vẫn thuyết lên sóng. Mà anh Kiên Cao Bằng về không thấy mang lạp xưởng ấy về nhỉ? Đầy đồ. Lạp xưởng. Em có thể chào anh em như này. Chào 500 anh em nhé. À, chia cho anh Kiên xe Lít 2016. Lốp zin cả đôi, nói chung xe mộc chưa dọn dẹp được. 2016. Màu đen dành cho người mệnh mộc mệnh thủy. Xe nguyên bản, nói chung 125. Chính chủ. Bóc hết tem này 2015 mới có khối 16. 16. Đăng ký 16 nhá, bóc hết tem rồi. 2016 khổ quá. 16. Lốp còn 2016 lốp cả đôi. 6 cái kiểu gì đó. Trước sau cả đôi. 16 thật. Đúng rồi, lốp 16. Sao lốp 16 rồi. Em đi ra khai báo anh Man, khai Man thì mai đăng ký tháng 9 năm 2016 anh em nhá. Chính chủ. Ra chia cho anh lỗ Kiên. Lỗ xe. Bao tiền? Chia lỗ 21 triệu. 21 triệu 2016. E2. Lốp zin cả đôi anh ạ. Lốp bên này anh ạ. Lốp bên này. Hay lốp tuần thứ 10 năm 2016. Xe hai chưa dọn dẹp gì đúng không? Xe em chả dọn dẹp gì, xe này nó mất thời gian. Máy đó. Máy đi đâu? Em đi mua xe máy cứ đúng tác phong mình mua này nhá. Đầu tiên phải ngắm nhìn, đầu tiên như chọn vợ ấy, đầu tiên phải xem này. Nhìn ông cô này có xinh không, khoang khoái nào, mông má nào, mặt mũi nào. Cảm thấy ưng ý là bắt đầu mới vào tiến hành vào tìm hiểu, đúng không? Đến gần mới thử thách, mới bảy sắc cầu vồng. Đây thử thách này xem chân tay có gãy gủng không này. Cho ống giang trước ống giang sau vấn đề không này. Đấy, nước ra theo nào, nước ra này máy nổ thì đầm mùa xuân thôi, nghe tiếng nổ tim gan phèo phổi có ốm đau không đấy. Con này thì được, nói chung em tuyển xe anh Kiên thì toàn xe phải ngon trở lên. Km vạn hai là ba vạn hai, có nghĩa là cô này 32 tuổi nhá. Nói chung tầm này vẫn đang còn xuân sắc lắm, đang còn ngon lắm, mọc ngọt hết. Ngọt nước lắm. Đâu rồi, nói chung là mọc hết rồi, mới có 32 thì vẫn ngọt nước lắm, vẫn khỏe, chưa vấn đề gì. Ồ, chắc là rồi. Giá bao tiền em? Giá chia cho anh Kiên giá mềm 21 triệu. 21 triệu. Xe đẹp rắn giỏi, chứ không vỡ. Nói chung là chị gì? Em đi làm đi công hàng mộc hàng đi làm văn công sở văn phòng thì quá đẹp. Cốp thôi, rộng 19 lầm nha. Em lỗ ra làm mấy mồi thôi. Anh Lê Văn Bạch, ông Hưng lúc nào cũng zin mốc xì và bán lỗ, đúng rồi. Đúng rồi, chứ chia chân bán lỗ. Hưng vụ này không vống. Hưng vống mấy con xe cổ thôi. Xe cổ chính thức là anh em phải chấp nhận vống thôi, phải chấp nhận.
Ông xe cổ đâu là không có giá, em mua cao thì em bảo phải báo cao chứ em có bán đấy, nhiều cái con lỗ chồng gõ này. Em để cho anh 19 rưỡi, lỗ mà, buôn bán không, có lỗ chứ, không đơn giản. Đâu, không bảo lỗ lỗ, là mấy mồi đấy nhỉ. Hoàng Kiên thì lỗ ít thôi, Hoàng Kiên ăn chuyện riêng mà. Tôi mà đã xuống tiền thì xác định biết, không cần phải nghĩ. Đấy, tất cả những con xe hàng tồn kho khó mất chìa khóa là bán hết rồi. Đấy. Xe mộc hết. Hoàng Kiên là bán được hết. Đây. Xe chính chủ. Đấy. Mình lỗ ít lắm, 1.000 con mới lỗ 1 con, 2 con, 1.000 xe mới lỗ 1-2 xe. Xe chính chủ anh ạ. Em để cho anh 10, thôi để cho anh 19 rưỡi nhá. Nó không lỗ lỗ. Hạt mẹ nhá. Không, thì bán lấy. Chốt được câu nhá, lọc anh không mất thời gian, lọc anh 5 lít. Thôi thôi, để 25. 19 rưỡi. Còn làm mấy mồi, không làm mấy mồi làm sao đấy. Thôi để cho anh 20 triệu nhá, chốt cho em 20 triệu. 23. Bán cho anh 20 triệu. 23 làm 3 mồi. 22 nhá. Hai gọi là keo năm, keo 502 nhá. 502. 20 triệu 200. Chính chủ nhá. Ông để quay vòng cho con. Nói chung cái xe này dân rắn đấy, ông em này ông một trong những chất chơi đấy, dân sưu tầm đấy. Ông một trong bắt đầu lớn rồi đấy, ông em hưng chính thức lớn rồi, bạc già đấy. Đây, yên zin. Sơn zin nhá. Sơn zin đấy anh em nhá, toàn bộ khớp cũng vấn đề gì. Máy nổ thi thông mùa xuân đấy. Con này đây. Máy nổ nhẹ nhàng lắm. Con này máy đi sướng không nhỉ? Đi sướng, đi êm lắm. Đó là chất lượng đấy. 2016. Năm sản xuất, lốp trước lốp sau còn gì theo xe, chưa xây xước sát như nào nữa. Nói chung là rất là xứng đáng cho anh em chơi. Đấy. Em mua của mấy anh em bạc già này sướng lắm, yên để vỏ yên còn gai này, ghế lái không vấn đề gì anh em nhá. Ghế lái không vấn đề gì. Đây, mở yên. Đấy. Cốp cùng ở đây này đánh xịt ẩm phát là xong ngay, không có gì. Thì em đi văn phòng thì để thoải mái. Thay mất cái lót biển vẫn 17.000 nhá, thay mất cái lót biển vẫn 17.000 thôi. Còn toàn bộ còn nguyên bản, đẹp. Ok, một lần nữa cảm ơn ông em nhé. Mua của em 20.200.000 cộng anh em 2 triệu. Đấy, nói rất là nhẹ thong thả nhỉ, rất nhanh. Nhanh gọn. Em chào anh em vào với dây bán chơi. Chào anh em nhé. Em nó 32 tuổi nhá, em nó dòng này em nó phải chạy phải tầm 85-90 tuổi em nó mới hỏng máy nhá. Tín em gọi. Tức là 8.5-9 vạn. Em nó hiện tại mới có 32 tuổi. Nó còn đang rất là khỏe, đang tầm em nó đang tầm xuân sắc. Ok, đấy. Nguyễn Long nhá. Máy chất cực kỳ rồi, mày có xem máy chất. Tiếp lại cái 2016 rồi. Đời cao, đời chót nhé. Đời chót rồi, đời cuối cùng của đời form này rồi. Dành cho người mệnh mộc, mệnh thủy nhá, mệnh hỏa thôi, đừng mua. Ông nào mộc với thủy đi, con này hợp lý đấy. 122 vẫn còn. Con nào? Bao tiền? 130. Mua đâu, tôi muộn rồi, cứ cho về đi. Cứ bán xong con kia mới mua này. Con gì 122 triệu vẫn còn nhá, để anh bán xong con 122 đó mới mua tiếp con khác. Rồi một chiếc mua lên xe đắt tiền không đơn giản tí nào. Winner anh em nhá, một chiếc Winner Việt Tuyên Quang. Con Winner. Đấy, một chiếc Winner Việt Tuyên Quang bản em ra xong á. Con này anh mua chỗ nào đúng không? Mua quý. Không mua ở đây đúng không? Ừ. Để em ra xong con 120 mấy đã, con 2 mấy xong. Em cứ ra xong ra em vào anh em nhé. Rồi. Anh đi hôm nay đi từ sáng. Rồi một chiếc Winner nha anh em nhé. Đời của nó là năm sản xuất của nó là 2019, đăng ký 2020. Con này lô 4 rồi, biển đẹp nhá. Hai ai Tuyên Quang đâu anh em cứu vụ này cái nào. Hai ai Tuyên Quang cứu cho cái nào. 246 con này. Đấy. Mua là 35 triệu 600 rồi này. Lỗ anh em cứu được cái nào giờ chết dở rồi. Máy xe chạy có mấy nghìn cây anh em ạ, phanh ABS mà đấy nhá, 6.000 cây thôi. Biển lục 2 nhá. Biển 6.2 nhá, anh em cứu cái nào. Anh em phải Tuyên Quang. 35.600.000 bán 35 triệu này, biển thứ quý này. Anh em đúng biển Tuyên Quang, chia sẻ bài giúp em phát. Ông em quay con biển số này. Xe dở lỗ rồi. Lỗ này em ơi cho thay cái biển cho anh nhá. Con này là lỗ nặng rồi. Thay biển số, nghe rõ trả lời. Đấy nhá. Lỗ vốn nha, con này lỗ vốn rồi, lỗ mất khủng nhá. Thôi thôi, tóm lại là mua 35.600.000 lỗ 5 triệu. Đỏ rồi, báo động đỏ này. 35.600.000 lỗ báo 5 triệu. Báo đây là vàng, những con vàng là cọc nhá, còn những con báo động đỏ là đây, biển đẹp này. 37.600.000 trừ đi 2 triệu. 2019. Lại nhá, con này những từ lại là những từ gánh cho khách nhá. Những con xe mua lại là những con xe để mình xác định không có lãi đâu. Đấy anh em phải biết là những con xe lại là con xe tức là mình đã bán đi rồi, mình mua lại nó rất là khổ.
Thế tại sao nhiều lúc đỡ cho nhau thôi, thực sự là cuộc sống đôi khi đâu phải đơn giản. Mua lại là lỗ nhá, 35.600.000 lỗ 5.000.000, bán 30.600.000 cho một chiếc xe này. Thay lót biển cho anh nhá, cho anh đổi phong thủy nhá. Bản phanh ABS chạy có mấy nghìn cây thôi. Anh nhắc lại nhá, thay nhá. Hậu giúp một cái, con nghe không rõ tí thôi, ấm ớ. Mà anh đã chỉ đạo xuống mà sai, sai kiến chỉ đạo là phạt. Thay cho em lốp biển. Đấy, 30.600.000 lãnh đạo anh. Anh em nào đúng biển Tuyên Quang cấp trung ương mà đã chỉ đạo cho cấp cấp tỉnh với cấp huyện là phải nghe mẹ lãnh đạo chỉ đạo, không có sai mẹ phạt. Đúng rồi. Mẹ kỷ luật. Lơ mơ nặng quá cách chức. Đấy. Một chiếc xe này anh em nhá. Rồi, một chiếc SH nhập khẩu anh em ạ. Rồi. 2009 nhá mọi người nhá, màu cà phê. Con này anh em nào thực sự rằng dành những anh em đam mê hoàn viên lỗ 350, đúng rồi, lỗ còn 350 30.000.000, lỗ nhiều chứ lãi như lãi như lỗ. Ông ơi, 1.000 xe lỗ một xe yên chí. Em à, gửi nhờ xe nhiều quá. Bảo thiệp đấy, em đưa thiệp đây. Rồi biển 2930H6 anh ơi. 4311 nha anh em nhá, một chiếc nhập khẩu. Khẩu ý, chuẩn bị nghỉ nhá anh em, chuẩn bị nghỉ nhá. Một chiếc nhập khẩu. Ca sĩ chuẩn bị nghỉ rồi. Rồi. Màu cà nâu cà phê, một thời anh em gọi là đấy, đồ đạc đều như anh em nhé, 150. 46.000.000 cho một chiếc 2009 anh em nhá. Thôi chuẩn bị nghỉ nhá. Màu nâu cà phê nha anh em nhé. Đã được dọn đẹp tân trang sạch sẽ, ba chiếc ngon lành cảnh đáo hết cho anh em rồi. 46.000.000 nha anh em nhá, đăng ký đời 2009. 150 nhập khẩu ý. 150. 46.000.000 xác định máy chạm rồi nhá. Cơ còn thôi, máy chạm rồi, không còn máy zin đâu. Nhưng được cái máy ngon này, đổ ngon. Đấy đây anh em nghe này. Con này máy chạm rồi nhá. Xác định 150 mà 40 mấy nó triệu là tiền nào của đấy rồi. Không thể là máy zin được, trừ đời thấp nha mọi người nhá. Nhưng mà được 265 anh em vẫn đang xem, cảm ơn anh em vẫn đang xem nhá. Vâng, bên này là gần 100 anh em đang xem. Đấy, quan trọng bây giờ là chất lượng anh em 46.000.000. Đấy, 2009. Con xe này khả năng hòa và lỗ. Nhìn cái màu rồi, này anh nghe. Rồi, anh kiểm tra đi con biển 99G1. À không phải. 44037 nha anh em nhá. Một chiếc SH 125 phanh ABS. Đời 2017. Màu xanh tím. Đăng ký 2018. Tháng 3 2018 nhá. Đăng ký 2018. ABS nha anh em nhá. Mua 72.000.000 này, sao không lên giá này? Chắc phanh ABS anh em ạ, 125 ABS xe siêu đẹp luôn. Đây anh em nhìn em. Mua 72.000.000 còn em 2.000.000. Anh em nhìn này, xe đang nổ. 99 Bắc Ninh nhá. Đấy. Anh em nhìn tất cả những cái nút tay cầm này, công tắc này. Em ơi, xong chưa chỉ nghỉ đây nghỉ đây. Phanh ABS anh em nhá, 125. Anh em không có anh nghỉ đây, nghỉ lại nghỉ lại là. Con cứ quay gần cho cháu. Đây anh em nhìn những ông nhà gái đến đón cô, nhà trai đến đón cô dâu rồi, anh em còn mỗi dạp đấy. Đến đây không ai tiếp khách cho thêm nữa rồi. Còn mỗi 44039. Vâng ạ. Thôi nhỉ. Rồi, em quay một vòng với cháu. Đây, tiếp theo con này đi. Sần của nó đẹp không? Anh em nhìn này. Rất là đẹp nhá. À, con này cọc quá rồi nhỉ? Bán rồi. Rồi. Con này bán cọc quá rồi. Con nào nữa? Xem nào, con nào muộn màn này. Anh Thiệp đã tiếp chưa? Còn không? Nhà vẫn còn. Bây giờ bán bao nhiêu? Con này bán bao nhiêu? Em ơi, cài mic cho anh Long, anh Long anh ạ. Không có còi giờ con Win No 28.000.000. 1.000 anh em nhá, đang xem nhà doanh nghiệp nhà Kiên nhá. À. Kiên đi vắng mới về đấy. À. Cho nên là hàng hóa vẫn trôi chảy bình thường. À. Mong mọi người lưu tâm đến. À. Nay có con xe phun chờ, dán ni lông cả xe đấy. Vâng. À, đầu bò đẹp lắm, đời 2.000. Em xin phép thì em trả lời. Anh Bùi Sơn ơi, con Win giả 28.000.000 là em lỗ mất 7.600.000 ấy. Ok, thay mặt cho họ nhà gái quyết định bán cho anh có thể chia sẻ bài cho em và anh đặt cọc cho em con Winner nhé. Chính thức là em lỗ mất 7.600.000. Anh giải em 28.000.000 anh Bùi Sơn ạ. Thôi, nói chung là cũng thủng nhiều, ăn nhiều thì cũng phải chấp nhận nhả miếng chứ. Mới đi mấy nghìn cây thôi. Anh em đại diện cho họ nhà gái cũng chấp nhận cái xính lễ của anh Bùi Sơn nhé. Anh có thể chia sẻ bài và liên hệ luôn cho video đang phát trực tiếp hộ giúp em. Quỳnh này trực tiếp nghe đấy. Quỳnh trực tiếp nghe điện thoại nhé. 28.000.000 con Winner biển 6.2 nhá. Thôi lỗ, bán. Ok, đấy lại tiếp tục anh Lâm Hà Nội. Con xe. Rồi. Ông có thể quay vòng cho con. Rồi.
Xe thì xe cũ một số có vẫn có cái lỗi chỉnh sửa lên, chứ không thể là hoàn hảo như xe mới được. Rồi. Nhưng mà nó chất lượng. Anh ơi, năm bán bao nhiêu đấy? Anh bảo 11 triệu rưỡi thì bớt cho 1 triệu. Thì là anh em bảo nó dễ. Bán cho nó nhanh rồi đỡ phải mất công nhà em. Dù đang bầu trời Hà Nội vẫn đang lây phây mưa nhưng mà anh em vẫn cứ tiếp tục nhộn nhịp nhá, vẫn cứ phải nhộn nhịp. Đấy, vẫn đang bầu trời Hà Nội đang mưa. Đấy. Dán đi lông rồi, tóc ra. Anh Văn Quang Vision thì chắc phải chiều nay thôi. Anh em cứ theo dõi, rất nhiều Vision nữa vẫn có nhá. Thôi bây giờ anh năm này nhá. Em kiểm tra một tí giảm giảm sóc. Một tí cho em thôi. Rồi anh bảo bà Yên rồi để cho anh em xem. Để cho anh em xem có. Đấy, nó vẫn mộc, vẫn đẹp. Anh em đang bán 10 triệu 500 một con hun trò màu xanh cánh cả. Đấy, màu xanh cánh cả nhá. Êm lắm, kia ạ. Đấy, khóc còn sóc. Xe Hà Nội bao giờ nó cũng thế. Được, xe phố mà. Xe phố bao giờ giảm sóc bao giờ cũng tốt nhá. Anh em xe anh em trèo đèo lội suối thì bao giờ giảm sóc cũng kém. Nó kém. Thì nó leo lên dốc. Parado hoặc Land Cruiser hoặc là Fortuner thì đi trèo đèo lội suối thì giảm sóc cũng yếu nhão. Xe đô thị rất ngon nhá. Tại sao anh em các tỉnh rất thích xe đô thị? Đúng rồi, cái kiểu này. Là đi đồng bằng. Đồng bằng. Hay là rửa nước máy. Rửa đã lửa được máy, máy thích rồi, mà không trèo đèo lội suối, không phanh ra côn, chỉ ông taxi thì mới không đi được thôi, còn riêng xe gia đình thì rất ngon, con này máy được đấy. Máy được là. Thôi chương trình này nhá, lùi đi 1 triệu nữa, 9 triệu rưỡi. Anh em mình chốt cho nhà anh em chốt trên này. Anh cũng ấy, anh đã lùi bảo tiệp là 10 triệu rưỡi rồi. Anh để cho 11 triệu rưỡi rồi đấy, đã phải xuống như thế được. Rồi. Đầu bò cam làm lại rồi, nói chung là đầu bò mốc. Tức lắm, mốc gì là? Mốc. Đầu bò mốc 81 bãi. Mà không đi đến luôn đấy. Không đi đến luôn ấy, nó phải êm như thế. Winner 28 triệu quá rẻ, ok, bán luôn. Không sao cả, tuấn hoàng. Để cho em 19 triệu. Thần tài đấy, không phải đâu. Anh không, không được đâu. Thôi 10 triệu, nhanh anh em. Nó giờ này chợ chiều nhá. Rồi thì cảm ơn. 9 triệu cộng anh em 2 triệu nhá. Đấy anh em nào mà ai thích cứ đồng 10 triệu cộng 2 triệu. À 10 triệu cộng 2 triệu. Vâng. Thế nếu có anh em phải có lương mua chết à. Đi máy là chết, màu cánh trả, sơn zin, sơn đẹp, đấy. Sơn zin nhá, nhìn hết anh em, sơn zin, bóc đi lông ra đấy, sơn zin nhá, sơn zin nhá, máy khủng khiếp nhá. Thôi, nói chung là được, đẹp. Ok, anh chào anh em vào. Anh em nhá, có bán cho gia đình. Thôi đến muộn thôi, tiếp thôi anh em, đến muộn rồi mẹ giờ này. Ông Hưng không mang cái xe đây, mẹ giờ này ông mang đây, tôi giao tiếp thôi. Mẹ cầu thủ bóng đá đấy, mẹ 96 phút rồi ông còn mẹ cho vào đá tiếp, đá đéo được. Sao bây giờ đến muộn em? Anh ơi, chương trình của anh 5, 9 triệu hay 10 triệu? 10 triệu. Xe thông cảm, cứ đi. Xe nó chơi đẹp, ai dám đi ẩu. Em có thể chào anh em như này đi. Chào anh em, nên đừng. Thôi không mua đâu, thôi em dừng đấy. Chiều gặp nhau. Đúng cái xe này đấy. Giờ này anh em, tất cả anh em đến muộn là không tiếp. Đến sớm, tranh thủ chốt sớm đi. Giờ này để cho ca sĩ nó nghỉ. Con này con như nào đây Hương ơi? Lốp 2013, chạy chuẩn vạn mốt. Gương của một đôi, chìa khóa của một đôi, đủ hết, không thiếu gì. Rồi. Có chứng minh thư, có số điện thoại chủ xe. Rồi. Quay vòng đi, quay vòng đi. Không còn thứ hai đâu. Ừ. Hết rồi. Đồ đẹp. Rồi, đợi em vạn mốt. Để Hà Nội. Biển đẹp luôn, X1. Nào, từ không Thái Bình lên mang đây làm gì? 29 đấy chứ. Ừ. Hôm nay em là 29. Biển 29 đấy. 17 em để nhà ngay. Ừ, rồi. Làm gì? Ôi Hưng bán bao nhiêu đây? Bán bao nhiêu mà 4 mấy triệu ra đâu, 8 mấy mua làm sao được, lúc bây giờ nó cũng bán đâu. Tức là xe của chồng nó về vợ nó biết giá. Không mới báo 4 mấy rồi thôi rồi thì 5, 8 mấy mà. Nó không bán, về sau mãi sau. Phải nhờ người mua được đấy chứ. Em mua được đâu. Nhờ ai mẹ, xe anh mới bán 3.000 cây, anh bán hơn 60. Xe nó đẹp, nó gắt này, anh nhìn chốc ông chủ gật biết nó đẹp này. Trắng như xe mới đấy. Nó không có lỗi gì đâu. Ừ. Anh nhìn cái tay dầu ghi cả. Thôi em nói ra bán đấy, vừa rồi anh báo là 4 mấy triệu mà giờ lại lên 5 mấy thì bán sao. Không, nhưng mà xe nó có mua được đâu, có mua được rẻ đâu anh. Đấy, bác anh nhìn con xe như này, chìa khóa còn mới như kia. Ốc yết nó trắng như là xe mới này nữa. Thôi nhà nốt con này trong nghỉ nhá, thiếp ơi, bố trí trong nghỉ thôi. Con xe mới nghỉ. Thôi, cho về đi, cho về đi, không nghỉ. Nó đẹp như xe mới nghỉ, anh nhìn, chưa mòn nào. Máy nó căng. Nhà lâu quá, để nghỉ đấy. Tất cả anh em đến lâu quá để nghỉ. Thôi con xe này. Đấy, không mua được rẻ đâu. 4 mấy triệu để bán này, không anh tắt like nha. Không bán được, thôi.
đấy lên bác anh kiểm tra chứ không có gì bảo ấy mang tiếng bảo không mang lên những cái chân trống giày khư đi mấy đồng giày mới tinh xe đồ nó trắng như hành như thế lấy đâu ra hậu lai lai hậu ông cho ông nghỉ đi lai lai đứng lai cho một tí nữa cho ông nghỉ đi họ cầm lai cho ông nghỉ đi. Đồ bò trắng tinh quay vòng lỗi lầm lấy đâu ra cái xe lại đẹp như này con này có phải con rắn ni lông hay sao ấy quay cho vui thôi năm mấy triệu giờ không có tiền đâu đẹp lắm quyết hải quan giả 50 không bán đây có tin nhắn nó dối để cho xem nó không bán giá đi gầm mẹ luôn gầm cứ giải nó coi như xe mới không phải xem đấy gì đây quyết giả từ đây ông không bán này nó nói dối gì luôn gầm đây quyết giả này em nói thì nó phải có chứng cứ chán lắm thôi anh đang báo 40 mấy triệu. Ê, quyết giả này, quyết hải quan giả 50 triệu. Nó không bán nó có gì không? Anh giả em mới báo anh chào. Báo anh nhưng 4... mà lúc đó nó không mua được xe đâu. Em báo chào anh có 48 triệu giờ lên 5 mấy triệu. Không mua được. Không mua đâu. Xe nó như thế này mới trắng như hành. Là anh đồ. Khách không bán như nữa. Xe mấy nghìn luôn, nhìn đầu bùa như xe mới. Có chứng minh được số điện thoại chủ xe. Nghìn mua xe không mua được con. Tốt hồ sơ được anh ạ. Em ơi chắc không được thôi về đi. Anh không lấy đâu mà gì anh nghỉ. Anh nghỉ rộng. Ca sĩ nhiều lúc phải tiếp nhiều quá, nhiều phái đoàn phải nghỉ giọng nhé. Nói nguyên lắm cản cổ. Gương của Nguyên cả một đôi, bọc Nguyên như thế, cẩn thận lắm. Chiều quá. 48 triệu để cho anh. Không bán, quyết giá 50 chẳng bán. Để anh bán đi công chúng cho nó vui chứ còn lâu lắm chẳng mua bán gì ra anh được. Bạn Sơn Bắc, con uê trắng biển đê. Thế ra con bác Sơn ơi, ra con đấy anh em liên hệ ra bán mất rồi ra. Trắng nhỉ, mới tinh. Xe lắm. Không phải, tức là lúc bây giờ có mua được xe đâu, báo với anh rồi, chứ không phải không báo đâu. Gầm nó như xe mới, không phải xem gì. Thôi giờ em bán bao nhiêu em nói cô để đi. Anh cho anh nghỉ like à, thôi không trình bày nhiều. Có muộn mẹ rồi, nhanh thật chưa? Thế thôi, ai có nhu cầu liên hệ nhé, đây chịu, không có tiền mua đâu. Bán anh 48 mà giờ lên đến 55 lỗ chết tiền đâu mà lắm không mua được đồ con này anh không bán này anh thôi, anh lại bảo em lại lên lấy về thật à? Anh không bán em lại lấy ôi lại. Mua bán thì làm hoảng đéo ơi mua bán thì giả lại mẹ lấy đâu ra quay. Có số điện thoại chủ xe anh đã mua này anh biết riêng anh em thấy anh mua là hầu như mua là thì mẹ số tiền là mua luôn không bao giờ nó như xe chạy mấy nghìn như đầu bò trắng tinh này. Vâng đánh là hoan thôi không bán khổ lắm. Nó có mua được đâu. Anh Bưu à, để anh con phiêu trò 11. Anh Bưu à ơi, tính làm gì đâu. À đông mà giám đốc lại bảo không có tiền. Nói chung là nó nhiều quá không có tiền đâu. 50 triệu con này, càng thế. Xe đồ như xe mới, nó đẹp kia thế nào nữa. 50 triệu bạc còn gì. Cái loại mấy nghìn, 3 nghìn đồ không đẹp như con này luôn. Em thề. Con 3 nghìn của anh ngày xưa anh bán. Đồ nó trắng tinh. Người... Anh nhìn ốc này. Cái này đẹp này thế nào đấy. Anh em lại một trong những một anh em yêu sản phẩm đó rồi. Chụp gật anh nhìn, đấy gật gù đẹp. Thôi anh nghỉ nhá. Vâng. Anh mua cho em 50 triệu, có chốt được chốt không chốt thôi nhá. Không được. Bán cho anh 50 triệu. Không lỗ, không được đồng nào, em đi buôn đấy chết. Máy căng phòng như xe mới đấy. Có mà không đâu em ơi, nhanh. Anh cứ bỏ cái chìa đúng mã số trùng nhau. Không trình bày. Phải anh nhìn xe đấy mua. Nếu chìa lô nó không có mã số. Em để cho anh 50 triệu. Bạn mốt 50 triệu nhá, đợt em. Vẫn như một trong huyền thoại. Nó đẹp thật sự, con mình cũng không phải nói hay đâu, nó đẹp thật. Em ơi nhanh hết thời gian rồi, chỉ được 1 phút 30 giây thôi. Không được đâu anh. Có được không? Không. Thôi nhá. Vâng. Phát chờ em bán bao nhiêu em bảo các anh trên này để anh nghỉ, thay nghỉ lại. 5 bớt cho anh 1 triệu, 54 triệu. Thế thôi. Có gì anh em liên hệ sau, nhá. Không tiền rồi. Bạn mốt rồi, năm mấy triệu. Mốt thì xe nó đẹp, như xe mấy nghìn. Đồ nó trắng này, anh Thiệp cũng hơi chờ tới xem. Anh những cái đầu bò ấy, như xe mới. Nhưng mà lấy đâu ra cái loại đẹp như này, nó quặng thực sự. Nó còn dày khư, có phải là đây, anh nhìn nó còn dày khư. Mòn đâu, 2013 chứ phải đâu đâu. Lấy đâu ra. Hai em đang căng thẳng ấy, thử đánh nhau thôi. Nghe Ukraine chuẩn bị giải Gaza rồi, Israel giờ đang phang nhau. Hai bên giải gọi là tình hình giải Gaza là hai bên nó đang hai bên chiến tuyến
Chú anh nhìn là hành vàng kìa, có vẻ đâu. Nếu mua vào nó phải mới tinh trắng. Bán con xe là đấy, bán một mặt hàng là đấy, nó luôn luôn. Lâu suốt ngày chú. Nó dành cho đấu trí. Bọn nhà giàu nó mới bán, giờ nó mới bán. Ôi, 51 triệu, vì anh em Thái Bình, Hà Nam, Nam Định nó là cùng tuyến. Biển tươi này. Xấu ôi xin mời thôi rồi sau cho con này cho 10 nước tham một làm gì chốt không để bắt tay không thôi mua 45, 46 mua 45 không bằng huệ ông ăn vừa luôn đốp vừa để cho nhanh nhanh đốp anh quá không đây rồi là xong anh chuyển là anh không mua đâu nhá. Nhớ cắt like chuyển là không mua nữa. Đấy thống nhất. Đã cắt like là chuyển là không mua nữa. Đã lãi rồi. Màn hình đã bắt đầu đã đóng cửa là không mua nữa. Dừng. Ý anh là 52 triệu đúng không? Ý ông là 52 triệu rồi anh ạ. Nhưng mà kiểu như thế. Cố này kiểu như thế mà anh đang 51. Thôi em phát xuống cuối cùng này. Bây giờ lâu lắm là 53 không mua. Không tôi. 53 mới 54 mua. 53 không mua. Xin lỗi. Mua đâu cho anh em còn bán hàng. Anh em mua bán thôi. Một dân gặp dân phải sáu xịt. Ngày xưa rất trước năm ngoái phải chụp con này. Tài mức nó nói tao còn rút ra làm gì, nó cứ thích rút. Không mua bán xong cứ giấc quên mất ăn gì. Em có phải vống sự lâu lắm bán cho anh con xe. Ô, xe nó xuất sắc đại diện rồi. Ô gào thét. Thôi, 1952. Số 1 Đông Nam Á. 52 chỗ à, số 1 đi. Anh nhìn xe này đừng có chê làm gì. Coi để cửa cho anh bán thôi thực sự ấy. Đấy là anh em. Mọi tình cảm anh em thì em rất quý anh, lúc nào anh lên live cũng phải vào trực tiếp để nói chuyện với anh đúng không? Có lúc nào không đâu. Đẹp. Chả chia sẻ, anh thấy không có mẹ ca sĩ không chia sẻ cho anh phát nào. Thỉnh thoảng bỏ thôi. Ích kỷ nhá. Có không? Có. Ích kỷ. Bây giờ chia sẻ phát. Tôi chỉ mặt đặt tên ông nào chia sẻ tôi là tôi bán rẻ mẹ ông nào mà mẹ mà ngồi lặng lẽ. Em tiếc lắm. Để góc nhà khóa chữ U không dám đi. Ý em sao? Trên này. Đẹp, xem đẹp. Muốn mang đây cho nó vui thôi. Con này bán lúc nào thì được thật. Ôi muộn quá. Thôi nghỉ đi. Giờ hơn 11 là muộn nha anh. Thôi anh bây giờ nó ông lên lại nó câu giờ luôn á. Thôi anh giải thêm 500 nữa có bán không? Không. Quá mà không được, không qua thôi. Cứ làm ba là vào việc không thôi. Thôi em quên. Đấy gọi để cửa. Mấy em dân tộc Thái này mệt lắm em. Mấy em dân tộc Thái này mệt lắm. Mệt. Ở đó thế ngồi lại ăn thi gàn mẹ tôi ngồi vậy rồi tôi chịu mưa chịu gió. Bây giờ trong nhà có con làm những đẹp này em cho anh con này xe. Có còn 3.000 cây. Có 3.000 cây. Con luôn. Còn con chạy 200 cây sắp về. Cái này đồ nó trắng tinh như này, anh nhìn đầu bò trắng như xe mới đi đâu ra. Ốc này ta nhìn lúa anh vàng. Mấy anh dân tộc Thái này làng nhàng lắm, mấy anh Thái. Ở nhà có con biển 17 nữa nhá, không mang biển 17 lên làm gì cả. Nó mang lên. Đừng để lách cách nó mít nghe nó mất tay. Cay bác. Cay này. Bảo để yên xe đẹp này. Cho về đi xếp Hoàng Đông. Ok, cho về nhá. Thống nhất cho về nhá. Nguyễn Hưng Quang về luôn. Ok, về nhá. Thống nhất về nhá. Không phải không có nhà ở đây. Ê, anh em thì cứ cố nhiệt tình. Đẹp, xe đẹp. Em bán tiếc. Muốn để ngắm ấy không? Để dựng gốc nhà chơi, có dám đi đâu. Đây là bọn em kinh doanh, bán, tiền đâu mà ngắm. Này, anh gì này. Hôn Hoàng, năm 28. Nó mới này biết nếu đi nhiều như cái này nó lỏng lên nhất đúng không? Ca sĩ bao nhiêu sản phẩm thế vẫn không chưa yêu anh em như này đâu. Mẹ ông kinh lắm, mẹ ông kêu mẹ gái xinh mẹ ông kêu lắm. Xuống thành phố Thái Bình nha, bọn nó cứ xuống mà nó xem. Bảo chúng mày không mua ở đâu, biển Hà Nội mua tới đéo được. Nát để Thái Bình. Đẹp lắm. Không qua khôi hậu đấy, nhìn ốc trắng tinh đầu bùa. Con 3.000 không qua là con này đầu bùa con này đâu. Anh em anh Hôn Hoàng bảo 32.700 đây này. À, năm 3 cái ông không biết gì về xe. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ba cái ông không biết gì xe cọp nói làm gì. Đây nó bố của cọp cái nói thẳng câu vậy. Quá đẹp rồi. Ngồi nào. Đi đâu ra? Lâu quá. Tôi sang bên đi. Đẹp này. Vâng. Nhà còn đấy để cửa. Theo ý kiến của hội đồng thẩm định. Cả con cũng không có con nào đẹp này nó thẳng nó không có đâu. Có nên xuống tiền. Theo hội đồng thẩm định nha. Ông quay vào đây theo hội đồng thẩm định đang bán 53 triệu. Xe của xe vừa lộ cộ đâu. Thôi bớt 500 đi gì con. Em check nhá 100.000 xe xịn. Cái con này đi. 53 hơi xấu. Không. Thôi theo ý kiến các sếp mà cả trên này tôi lấy 527. Chưa. Về Thái Bình vào nhà ăn cơm xong rồi về. Máy nổ. Bỏ như tờ đấy. Đâu chịu bán đâu. Ca sĩ. Mua 52 đi bố ạ. Không phải mua được rẻ đâu. Mua 52 á. Nhẹ được thì mua không được 1 triệu đi mua làm gì. Mua 52 triệu. Mua đúng 52 đấy, em nói dối làm gì. Làm 700 rồi nhá. Không, ai đi buôn 700 con xe mà chết tôi không. Người vận chuyển làm 7. 1 triệu bạc là mỏng như cái tờ Bolia rồi, thật với anh đấy. Không có đâu, anh máy là cực đại chất đấy. Đi okay, Thái Bình đây nghỉ 5 lần. Anh mua cho em 1953 nhá. Vâng, để cho anh thôi. 2, 2, 2, 300 nghìn đấy.
kinh doanh như thế chứ mà. Con này anh cứ bỏ không bán này, gọi em lên lại lấy lại được chưa? Lô danh dự, đếm đủ tiền bác, 53 hàng, triệu. Hàng đẹp phải cố. Không bất phải cố. Không vẫn thuê bao bình thường. Xe nó cộp này lấy đâu ra? Chốt cho ca sĩ Kiều Hưng 53 triệu, cộng cho anh em... Con đẹp đấy. Con này cộng anh em 3 triệu rưỡi nhá. Nói chung là thôi, Hoàng Kiên phải kiếm tí, cũng phải có cái mũ. Nó đã khổ rồi, lại khổ hơn. Đây. Xe đi vừa vạn mốt, lốp còn zin đeo xe, rất đẹp nhá. Rồi. Cái xe này con anh đều. Một vòng thật nhanh để chuyển chỗ khác, con này lâu quá rồi. Nó muộn quá rồi. Đẹp. Đây. Nó đen này. Ôi nhưng mà không kì kèo thêm nữa anh em nhá. Nó thật ra dành cho người thoáng tính một tí. Nói chung là lấy gái xinh phải cố gắng lên một tí. Cố lên một tí, mỗi người cố lên một tí. Này, rất mới. Vạn mốt nhá, xe đúng vạn mốt đấy. Đợt em này em cảm ơn một nhà sưu tầm nào đấy cũng đã giữ lại em nó để lại cho đời. Đôi gương này anh em nhé, đôi gương vẫn bọc dưới bóng vạn mốt. Ok anh là Nguyễn nhá, anh lúc nào anh cứ con này bao tiền đấy mạnh nhá. Cái đấy ok của em là 2015 chính chủ đôi lốp còn zin anh nhé. Hai em chỉ đồng là bao tiền rồi 331 thôi anh em, chắc đầu nhá em thông cảm cho anh. Em bảo là lúc đầu lấy 33 bớt một ít thôi. Anh nhìn cái chìa của nó này, chạy khoảng gần 2 vạn xịn. Lại chương trình anh ạ. Chương trình gần 2 vạn xịn, nhưng cơ bản cái đôi lốp nó còn thì không thể. Anna sẽ cầm đô 500 bao nhiêu nhỉ? 8 anh ạ. 508 đường láng, vẫn cứ kính chào quý khách một chiếc thanh lý. Nó đẹp lắm luôn, hơn 2 vạn xịn, cái máy của nó không chê vào đâu được. Chủ yếu là anh Kiên anh quảng cáo cho em để em có các chủ doanh nghiệp đến cắm. Nhưng mà từ hôm anh quảng cáo có người đến cắm chưa? Có anh ạ. Có đó. Có nhiều người tương tác mà. Có nhiều người tương tác. Dạ vâng. Cửa hàng cầm đồ 508 đường láng nhá. Chuyên cung cấp vốn cho các chủ doanh nghiệp. Cho các anh em nước vỡ. PR cho anh. Đây là lãi suất 1.000 một triệu trên một ngày. 508 đường láng. Đấy anh cứ quảng cáo cho em. Nó cầm anh nhìn nó đẹp như này. Sẽ không chê vào đâu được. Một đôi lốp vẫn còn zin theo đời luôn anh ạ. Hai em thống nhất chưa? Chốt 31 rồi đúng không? Chốt 31 triệu. Bắt tay cho 31 triệu. 32 triệu. Rồi em. Nó đẹp như thế này không? Tức là như này nhá. Cái loại nó nhèo nhèo thì thế nào anh bán cho con này, nó là hàng độc. Nó đẹp lắm luôn. Rồi chốt cho anh em mạnh đường láng 31 rưỡi nhá em nhá. 500 anh quảng cáo cho em còn hơn. Rất nhiều tiền. Ok anh. Cảm ơn anh. Anh em có nhu cầu. Dạ, cầm dạ. Đồ nhá. Vâng. Chốt cho 508 đường láng. Vâng. 31 rưỡi. Dạ, anh vâng, em. Vâng. Ok. Em cảm ơn anh, chào tất cả mọi người ạ. Anh em có nhu cầu gặp em Mạnh nhá. Vâng. Không bán trước hạn của khách hàng. Nói chung là không ép khách hàng. Để mấy tháng trời. Thuận mua vừa bán. Khi bao giờ không có khả năng lấy mới bán ạ, thì không bao giờ bán trước. Chủ xe cũng gọi điện rất nhiều lần mà chủ xe không đến chuộc. Mới bắt buộc gia đình cực chẳng đã mới ngân hàng mới thanh lý nhá. Vâng. Đúng không? Cực chẳng đã ngân hàng mới thanh lý ngân hàng tư nhân. rồi. Cảm ơn anh nhé. Rồi. Cộng cho anh em con này 2 triệu rưỡi nhá, một chiếc xe của anh em, một ông chủ cầm đô đường láng. Đấy. Một chiếc SH1 anh em nhá. Cực chẳng đã mới thanh lý nhá, ngân hàng thanh lý. Đấy. Em ơi dắt con này vào đi. Ôi sao? Dắt con này vào trong nhà đi. Dắt vào nhà không được. Dắt còn gì nhà tôi còn gì việc. Ăn luôn con này đi nhỉ. 10 chắc thôi. Mới ra không vụ gì đấy đúng không? Thế kia đang đúng 2 triệu rồi đi về. Thôi đi về đi. Để em nghỉ. Biển 29G Thanh Xuân nha anh em nhá. Không biết buôn loại này. Rồi 147203. Trinh Vũ em lấy con bên 99 nổ tài khoản ngay trong phút 1. Ok cảm ơn Trinh Vũ nhá. Đã nổ luôn con tài khoản con 99 rồi. Xe đẹp. Cứ cu rẻ quá. Mai ý anh đang nói là anh bán xe biết hơn anh Trinh Vũ, anh đang bảo nếu mà con đấy mà biển 99 thì anh ấy nổ tài khoản cho phút mốt, thì hiện tại là biển đấy là biển 29 à. Nên anh ấy chưa nổ. Ok chắc là mình xin phép mình kết thúc live đây, muộn mất rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá, xin chào hẹn gặp lại mọi người. Ok có ai cọc thì hãy vào số tài khoản của mình nhé, 6252818 số tài khoản duy nhất 6252 62 chỗ Hà 52 chỗ Hà 818 nhé. Cảm ơn anh em.